Kể đầu tiên đến giờ, ước chừng có đến khoảng hơn 30 cỗ thi thể khác, nguyên nhân tử vong đều chẳng có gì ngoài suy tim. Cuối cùng Trần Triệu Dương cũng gặp được người sống. Đội ngũ vốn có 7-80 người, bây giờ chỉ còn không đến 40. Đám người còn lại ai cũng đều cảm thấy bất an, ánh mắt nhìn xung quanh tràn ngập sợ hãi và cảnh giác, ngay cả bọn tao là cường giả mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cuộn da dê kia đâu có nhắc đến chuyện khủng khiếp này cơ chứ, nhìn thấy người của mình càng ngày càng ít, tao sắp phát điên rồi. Không riêng gì hắn ta, ngay cả bây giờ, Đới Lạc và Đai Lần cũng muốn điên rồi, thuộc hạ của mỗi người chỉ còn lại hơn 10 tên, thê thảm nhất chính là tao, chỉ còn lại 9, người của hắn ta chết nhiều nhất. Thật ra tôi có một cuộn có ghi chép về chuyện linh hồn đoạt mạng, chẳng qua tôi không nghĩ đến mọi chuyện lại thế này, cái chết đến yên lặng không hề báo. Trước, thật kinh khủng, Đai Lần ở ngay phía sau móc một cuộn da dê từ trong ngực ra. Chết tiệt, vậy còn không chịu lấy ra sớm, nghe lời này, tao bất chấp mọi chuyện trực tiếp đi lên đoạt lấy cuộn da dê trong tay Đai Lần. Ông bị ngu hả, cho dù ông đoạt được thì xài thế quái nào, ông nhìn có hiểu không, trên đây viết toàn bộ bằng chữ hoa hạ cổ. Ít nhất cũng phải tốn 3 đến 5 ngày mới có thể nghiên cứu ra được, Đai Lần chẳng sốt ruột, ánh mắt trên đùa nói với tao. Ông, nghe vậy, tao khẽ biến sắc, sau đó không cam tâm tình nguyện đưa cuộn da dê trong tay cho Đới Lạc. Đới Lạc cũng chẳng khách sáo thẳng thắn nhận lấy, sau đó ném cuộn da dê cho một lão giả khá lớn tuổi bên phe hoa hạ. Lão giả kia nhận lấy cuộn da dê, sau đó cẩn thận xem xét. Thần chỉ thông đại, thần miếu chỉ hồn, miếu chỉ tắc phong, thiên mệnh chỉ tử. Truyền thừa y bát, kinh nhiếp. Thần hồn, lão già vô cùng cẩn thận nhìn ngó một phen, sau đó khiếp sợ nói. Có ý gì, tao tuy nghe được ông lão nói gì nhưng căn bản không thể hiểu ông ta muốn nói gì. Ý rất đơn giản, thứ chúng ta gặp được chính là linh hồn của thần miếu, nếu muốn đàn áp linh hồn này bắt buộc phải có người mang thiên mệnh xuất hiện, kế thừa truyền thừa bên trong thần miếu, vậy mới có thể trấn nhiếp linh hồn thần miếu này được. Sắc mặt Đới Lạc vô cùng khó coi. Không ngờ trên cuộn da dê này lại viết như vậy. Nói đơn giản chính là nếu trong đám bọn họ không có người mang thiên mệnh, không kế thừa được truyền thừa, vậy sẽ không có cách nào trừ khử linh hồn thần miếu này, đến lúc đó không phải tất cả bọn họ đều phải chết trong tay cái linh hồn này sao? Chẳng qua, nghĩ đến Viên Vô Nhai đã tiến vào từ sớm rồi, tâm tình của ông ta hơi thả lỏng một chút. Cho đến bây giờ, bọn họ đều chưa nhìn thấy thi thể của Viên Vô Nhai, rất có thể anh ta đã tiến vào nơi truyền thừa. Đang tiếp nhận truyền thừa ở một nơi nào đó rồi. Dù sao thì ban đầu không ai vào được thần miếu nhưng lại chỉ có một mình Viên Vô Nhai là có thể. Chắc chắn nó mang ý nghĩa đặc biệt nào đó, hay anh ta chính là người thừa kế của thần miếu này. Nói cũng như không, đừng đứng đây nữa, đi tiếp thôi, sắc mặt của tao và người của hắn ta đều trở nên tối tăm, bởi lẽ điều đó chẳng có tác dụng gì với họ. Trần Triệu Dương đi ở đằng sau và đã thấy hết những gương mặt vừa đến đây. Nét mặt nặng nề khi nhìn thấy số lượng chỉ còn lại chưa đến 30 người. Trần Triệu Dương không biết mình có thể ngăn cản được thứ sức mạnh đó hay không, nhưng đã đến được đây, nhất quyết không thể lùi bước, chỉ được phép tiến về phía trước. Sau chặng đường dài vài phút, cuối cùng lối đi dài thênh thang kia cũng kết thúc. Hiện ra trước mắt tất cả mọi người là một tế đàn hình tròn khổng lồ, bốn phía tế đàn được 9 cây cột vòng quanh, trên mỗi cây cột là một con rồng vàng 5 vuốt. Đầu của con rồng trên 9 cây cột đều bị một dây xích trói lại. Tựa như sợ 9 con rồng vàng này sẽ vùng ra bỏ trốn. 9 sợi xích sắt kéo dài vào trong bóng tối rồi dần mất dạng, cho thấy không gian nơi đây rộng lớn đến đáng sợ. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn lướt qua, phát hiện các dây xích sắt như xuất hiện ừ trong không khí, không thể thấy được điểm cuối. Sao ở đây chẳng có gì cả, sau khi vào tế đàn, mặt mày ai nấy cũng tối sầm, bởi lẽ trên tế đàn trống rỗng, không có bất kỳ một bảo vật nào như họ nghĩ. Ở đây có dao động năng lượng. Tâm trạng của bọn họ đang hơi suy sụp thì đột nhiên có người phấn chấn reo lên. Nghe thấy lời này, những người khác giật mình, lập tức cảm nhận. Đúng là có dao động năng lượng thật, chẳng lẽ người của ông từng đến đây, Đai Lần bất chợt nhìn về phía nhóm người Đới Lạc, hiển nhiên là nhớ rõ bên phe hoa hạ có người đi vào sớm hơn mình. Có lẽ vậy, để tôi xem thế nào, phía hoa hạ nhanh chóng lục soát. Tế đàn này nhìn thì khổng lồ nhưng thực tế cũng không lớn lắm, chẳng mấy chốc đã kiểm tra xong. Trần Triệu Dương đang trốn lại quét qua tế đàn bằng đôi mắt xuyên thấu, bấy giờ mới phát hiện ở chính giữa tế đàn có một dấu lõm xuống khó thấy, đó chính là lối đi đến tế đàn. Rõ ràng có người đã vào trước, sau đó lối vào kia lại khôi phục hình dáng ban đầu. Giữa lúc đó, trên tế đàn đột nhiên bộc phát lực hút khủng khiếp làm cho tất cả mọi người đều bị giữ chân lại. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Tại sao sinh mệnh lực của tôi lại mất dần thế này?
cảm nhận được sinh mệnh lực trên người đang không ngừng trôi đi, ai nấy đều hốt hoảng. Rời khỏi tế đàn nhanh lên, nhóm người đới lạc là những người tu luyện thuộc hoa hạ, đương nhiên từng nghe nói đến những chuyện liên quan đến trận pháp, không do dự điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Họ khó khăn di chuyển bước chân để tiến ra bên ngoài tế đàn. Nghe thấy đới lạc bảo rời khỏi đây, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng lao ra ngoài. Tuy tốc độ rất chậm nhưng ít nhất đó là cách để họ có thể trốn khỏi tế đàn trong thời gian ngắn nhất. Trần Triệu Dương thấy cảnh tượng này thì hai mắt sáng ngời, vì trong lúc bọn họ lâm vào hỗn loạn, nơi lõm xuống ở chính giữa tế đàn truyền đến dao động năng lượng rất nhỏ. Nói cách khác, ai có thể vượt qua được sự sói mòn của sinh mệnh lực mới có thể đi xuống dưới. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương mau chóng tăng hết tốc lực, như một con diều hâu từ trên trời bay xuống rồi phóng tới trung ương tế đàn. Những người đang vùng vẫy đột nhiên thấy có người hành động ngược lại thì sửng sốt. Nhưng họ chỉ thấy một cái bóng lướt qua, muốn cẩn thận nhìn kỹ xem là ai thì cái bóng đó đã biến mất. Chuyện gì thế này, thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh ngộ. Quay lại nhanh, có người thét lên, sau đó ai ai cũng bạt mạng di chuyển về phía trung ương tế đàn, nơi Trần Triệu Dương vừa biến mất. Tuy nhiên, cứ thế này thì sinh mệnh lực trong cơ thể họ sẽ tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Một số người lớn tuổi còn từ từ già đi, e là đi được 2-3 bước nữa sẽ hoàn toàn mất đi sức sống, cuối cùng chết trên tế đàn. Sau khi tiến vào trung ương tế đàn, Trần Triệu Dương cảm giác như cả đất trời đều đảo lộn, chưa kịp phản ứng thì đã rơi thật mạnh xuống đất. Quái! Trần Triệu Dương choáng váng đứng dậy, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống anh không kiểm soát được cơ thể. Nhưng khi mở mắt ra, thấy được khung cảnh xung quanh, Trần Triệu Dương mở to hai mắt ngay lập tức. Nơi này là một cung điện nguy nga lộng lẫy, cũng có 9 cây cột nhưng đều mang màu vàng kim, phía trên chẳng chịt khắc những ký hiệu thần bí trông rất trang nghiêm. Những thứ này đều không là mối bận tâm của Trần Triệu Dương, điều thực sự làm anh vui mừng chính là bên trong 9 cây cột này đều chứa thứ gì đó được bao phủ bởi linh khí trong đất trời. Trần Triệu Dương có dự cảm những thứ được đặt trong 9 cây cột đều là thứ tốt, có điều làm cách nào để lấy ra đang là câu hỏi khó nhất lúc này. Bên cạnh đó, ở chính giữa 9 cây cột có một cái kén nhẫn bóng khổng lồ. Nó không ngừng lắc lư như bên dòng có cái gì đang ngọ nguậy, tạo cho anh cảm giác khá nguy hiểm. Dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát 9 cây cột, Trần Triệu Dương nhận ra mình không thể nhìn thấu sương mù kia là gì. Anh cảm thấy hơi tiếc nuối, hóa ra đôi mắt xuyên thấu của mình không phải vạn năng. Cái kén ở giữa 9 cây cột kia lại càng khỏi cần phải bàn, cũng không nhìn thấu được. Trần Triệu Dương cảm giác khá mới lạ. Vì có đôi mắt xuyên thấu nên có thể nói trước giờ anh luôn đứng ở thế chủ động tuyệt đối, lúc này nó mất đi tác dụng, thật là mới mẻ. Trần Triệu Dương đi tới trước cái kén sáng bóng, bởi nếu có gì thật thì thứ được đặt ở chính giữa luôn là đồ tốt. Tuy nhiên, Trần Triệu Dương vừa chạm đến cái kén thì người bị bản thẳng ra ngoài rất mạnh. Với cường độ thân thể của anh mà đã thấy khó chịu như vậy rồi, nếu là những võ đạo tông sư thông thường thì có thể sẽ bị thương nặng. Trần Triệu Dương đã thử mọi cách mà vẫn không thể chạm đến cái kén. Nói gì là lấy được thứ bên trong. Không còn cách nào khác, anh đành bỏ qua, chuyển mục tiêu sang 9 cây cột trụ. Luồng khí mù mịt trong 9 cây cột này yếu ớt hơn trong cái kén rất nhiều, Trần Triệu Dương không dùng chân khí mà đưa tay lấy thứ được đặt ở bên trong ra. Thứ gì đây, lấy được món đồ ra khỏi cây cột đầu tiên, anh mở to hai mắt. Không ngờ đây là một vật tương tự như yếm, đã thế còn màu hồng, Trần Triệu Dương nhìn mà mặt đỏ bừng cả lên. Trần Triệu Dương vội vàng nhét cái yếm vào trong ngực, tuy thứ này khá xấu hổ nhưng anh vẫn phải cất đi. Dù sao nó cũng là món đồ được đặt vào một trong những cây cột ở đây, hiển nhiên là không tầm thường, chờ ra ngoài rồi nghiên cứu sau. Trần Triệu Dương không dám chậm trễ, nhanh tay quét sạch toàn bộ những thứ bên trong 9 cây cột. Mặc dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng đều đã lấy được hết. Một cây gậy nhóm lửa, một cây dù, một chiếc nhãn, một chiếc ngọc bội, một bộ áo dài nam. Ba vật còn lại là hai viên đan dược cùng một khóm linh dược không rõ là loại gì. Nhìn những gì đã lấy được, Trần Triệu Dương đau đầu. Mấy cái này biết cất kiểu gì đây? Đầu tiên, anh khoác áo dài nam ở bên ngoài rồi đeo ngọc bội lên cổ, còn gậy nhóm lửa và dù thì dắt ở bên hông, nhẫn thì đeo vào ngón tay. Tuy nhiên, ngay thời điểm đeo nhẫn vào, Trần Triệu Dương đột nhiên thấy tầm mắt tối sầm, sau đó cảm giác mình đã tới một nơi xa lạ. 8. Nhẫn chữ vật. Còn gọi là nhãn không gian. Trong đầu Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến thứ này. Trước đây đã thấy trong tiểu thuyết nhưng luôn không cho là thật, dù sao anh cũng là một người tu luyện mà. Chẳng qua khi thấy vật này, thế giới quan của Trần Triệu Dương như bị sụp đổ. Thoáng suy nghĩ, ý thức của anh lại trở về thực tại.
Cố kìm nén tâm trạng kích động xuống, Trần Triệu Dương đặt ý nghĩ của mình lên cây dù đang dắt ở bên hông. Nó lập tức biến mất, anh lại càng phấn khích hơn, mau chóng đưa ý thức vào trong nhẫn. Vào trong nhẫn, Trần Triệu Dương phát hiện cây dù đang lặng lẽ nằm trong không gian xa lạ này, thầm cảm giác xung quanh. Chiếc nhẫn không gian này có diện tích ít nhất là 100 mét vuông, Trần Triệu Dương không biết một chiếc nhẫn có diện tích thế này là thuộc cấp bậc nào nhưng cũng rất hài lòng. Tiếc thật, nếu lớn hơn chút nữa thì hay biết mấy, đặt cả một chiếc xe AV vào trong để dẫn bà xã đi du lịch thế giới luôn. Thế thì quá tuyệt vời. Anh đột nhiên nghĩ đến vợ của mình, trong mắt hiện lên sự nhớ nhung. Vừa lúc đó, Trần Triệu Dương nhận thấy có người đi vào bèn vội vã đưa ý thức ra ngoài, đồng thời thu gậy nhóm lửa ở bên hông vào trong nhãn. Nhưng anh chưa kịp cất hết những thứ còn lại thì đã cảm giác được mấy người kia đáp xuống. Trần Triệu Dương nhanh chóng ẩn mình rồi lặng lẽ di chuyển về phía bờ. Vừa đi, anh vừa nhìn những người kia bằng đôi mắt xuyên thấu, nhận ra đó chính là Tao và những người khác. Nhưng lúc đầu vốn có đến 30 người, thế mà khi xuống đây lại chỉ còn chưa đến 20. Xem ra trận pháp hút sinh mệnh lực trên cơ thể người ở tế đàn đã vĩnh viễn giữ mạng của nhiều người ở lại nơi đó. Người vừa vào đây đâu rồi? Tìm cho tôi, nhất định phải tìm cho ra, Tao âm u nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng rít lên. Đừng nôn nóng, xem ở đây có gì không đã, bây giờ hừ lạnh rồi tiến tới trước một cây cột, thử tìm cách phá ra để lấy thứ ở trong sương mù. Nhìn thấy hành động này của ông ta, không ai quan tâm đến mệnh lệnh của Tao nữa mà hăng hái đi tới những cây cột xung quanh với đôi mắt sáng rực. Tao cũng chỉ nói rồi thôi chứ không đi tìm, cũng bắt đầu nghĩ cách phá mấy cây cột. Trần Triệu Dương thấy hình ảnh này thì nét mặt trở nên trêu tức. Lúc lấy mấy vật trong đó ra, anh không phá vỡ sương mù nên nhìn từ bên ngoài thì nó vẫn ở đấy. Dĩ nhiên, điều này sẽ gây ra lầm tưởng rằng bên trong có chứa vật gì khác. Tuy nhiên, nhóm người đới lạc thì lại không do dự tiến thẳng đến chính giữa, nhìn thấy một cái kén. Chẳng qua tình trạng của cái kén lúc này đang rất không ổn định. Tao và những người khác đều mưu mô xảo quyệt, thấy đới lạc và người Hoa Hạ đi đến trung tương thì không để ý đến thứ ở trong cây cột nữa, toàn bộ đều đi theo. Đến lúc này rồi thì còn giấu giếm làm gì nữa? Nói đi, đây là cái gì, Dylan? Tao và bây giờ ba người đang có thực lực mạnh nhất hiện giờ, lạnh lùng chất vấn đới lạc. Các ông đã hỏi vậy thì tôi cũng không giấu nữa, đây mới là nơi quan trọng nhất của cung điện truyền thừa dành cho người thừa kế. Xem ra đã có kẻ đi vào trước, rồi, nét mặt của đới lạc có hơi khó coi. Ông ta nghĩ rằng chắc có lẽ viên vô nhai đã vào đây, mà có lẽ người vừa vào trước cũng như vậy, nếu không thì cái kén nhắn bóng này không thể nào có phản ứng dữ dội thế này được. Là người của ông chứ gì, quả nhiên là đã âm mưu sẵn rồi. Vật có giá trị thì cuỗm hết, chỉ để lại vài ba thứ rác rưởi này đây, Dylan vốn đã chướng mắt đới lạc từ lâu, giờ nắm thóp được ông ta nên đâm chọc thẳng thừng. Nghe thấy lời này, Bezo và Tao cũng đồng loạt tiến lên một bước, khí thế như đang bao vây đới lạc. Rõ ràng họ muốn gây sức ép cho ông ta, bởi chỉ cần bắt thế lực. Này lại thì cho dù người ở trong cái kén đã lấy được truyền thừa, họ vẫn có thể uy hiếp đối phương. Tưởng nuốt được chúng tôi à, đới lạc thấy vậy thì đã biết những người này muốn làm gì. Hừ lạnh, làm tư thế chuẩn bị tấn công. Lần này không có ai ngăn cản, đã đến bước cuối cùng, không ra tay thì chẳng lẽ chờ bị người ta nuốt trọn. Bầu không khí đang vô cùng bức bối thì ánh mắt của Đằng Hạ đang đứng sau lưng đới lạc trở nên sắc lạnh, thoáng chốc tung hai cú đấm đã tích tụ sức mạnh ra, mục tiêu chính là đới lạc của Thiên Diễn Tông. Đới lạc luôn đề cao cảnh giác với những người bên ngoài, hoàn toàn không ngờ người cùng phe lại ra tay với mình. Khi ông ta cảm giác được mối nguy cơ truyền đến từ sau lưng thì đã không kịp cản trở nữa rồi. Sức mạnh khủng bố cuốn tới, đánh bay đới lạc ra ngoài. Giữa không trung, ông ta phun ra một ngụm máu rồi rơi ầm xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho người của Thiên Diễn Tông và Vu Thần Giáo đều sững sờ. Không một ai nghĩ tới chuyện Đằng Hạ, người của Vu Thần Giáo lại ra tay tấn công. Vu Thần Giáo và Thiên Diễn Tông đã bị đẩy về hai phía đối lập. Sau khi dùng một chiêu đánh trọng thương đới lạc, Đằng Hạ lập tức chạy đến phe của Tao. Giết! Tia sắc bén lóe lên trong mắt Tao, hắn ta lớn giọng quát rồi dẫn đầu xông lên, nhằm vào đới lạc đã bị thương nặng. Hành động của Tao đã châm ngòi cho cuộc chiến nổ ra, đội ngũ hai phe bao vây Thiên Diễn Tông và Vu Thần Giáo, điên cuồng tấn công. Nhìn thấy những người này đánh nhau thành một đống, trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên vui vẻ, chó căn chó thật ra lại tiết kiệm sức lực cho anh. Thừa dịp những người này đang bận đánh nhau, anh cũng không nhàn rỗi chút nào. Bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ mà mình vừa mới có được. Thứ khiến cho anh cảm thấy hứng thú nhất chính là gậy đốt lửa kia, nhìn qua thì rất bình thường, hoàn toàn chính là một cây gậy đốt lửa vô cùng bình thường.
Nhưng mà nếu một cây gậy đốt lửa bình thường đến như vậy lại được đặt một cách trang trọng không bình, gạch dưới thường giữa chín cây cột kia, vậy người để cái gậy này ở đó nhất định là kẻ ngốc. Nhưng mà anh tin chủ nhân của cái thần miếu này khẳng định không phải đồ ngu. Hiện tại, sở dĩ bản thân anh thấy cái gậy đốt lửa này bình thường chắc chắn là bởi vì anh còn chưa hiểu rõ được bí mật của nó, hoặc nên nói là bản thân anh chưa biết cách dùng nó như thế nào. Trần Triệu Dương một bên xem bọn họ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, một bên nghiên cứu cái gậy đốt lửa. Nhưng mà, điều khiến anh buồn bực chính là dù cho anh có dùng chân khí như thế nào thì cây gậy này cũng chẳng có miếng phản ứng. Chỉ là cầm trong tay rất thoải mái mà thôi, ngay cả cầm để vung vẩy cũng rất thuận. Trước mắt anh còn chưa có vũ khí, thôi thì lấy tạm cái gậy đốt lửa này làm vũ khí vậy. Mặc dù có hơi xấu chút nhưng chung quy là có còn hơn không. Thì vừa nãy anh có thử dùng tay mình để thử bẻ cây gậy này nhưng lại chẳng có cách nào làm tổn hại đến nó. Nói cách khác, cây gậy đốt lửa này vô cùng cứng rắn nên cũng không sợ bị hư hao gì. Vốn còn chẳng đến 20 người, bây giờ lại xích mích với nhau, chết thêm 5-6 người nữa, bị thương nặng 5-6 người, cho dù là người không bị trọng thương nặng thì lúc này cũng đều ngắc ngứ cả rồi. Ngay phía sau, cái kèn ánh sáng đột nhiên run rẩy kịch liệt, cộng thêm một trận âm thanh vù vù truyền đến. Động tĩnh này trực tiếp quấy rầy xung đột của hai gạch dưới phe, họ nhanh chóng tản ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía cái kèn ánh sáng nọ. Theo từng đợt nhúc nhích dữ dội, cái kèn ánh sáng đang đóng chặt đột nhiên xuất hiện một khe hở. Ngay sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, một bóng người đã chật vật nhảy ra khỏi cái kèn ánh sáng. Ngay khi bóng người vừa lao ra khỏi, cái khe trên kén nhanh chóng khép chặt lại, sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng bị thu hút, ngay khi cái kén mở ra khe nứt, anh đột nhiên trợn to mắt. Vô Nhai, sao lại là con đi ra bằng cách nào vậy? Đới Lạc nhìn thấy người vừa xuất hiện, sắc mặt nhất thời u ám hẳn, người của Thiên Diễn Tông và Vu Thần Giáo cũng đều nhìn về phía Viên Vô Nhai. Thầy, thật xin lỗi, con thất bại rồi, còn có một người nữa đến tranh đoạt truyền thừa, con không tranh nổi anh ta. Sắc mặt Viên Vô Nhai vô cùng khó coi nhìn về phía Đới Lạc, sau đó quỳ hai gối xuống đất, vẻ mặt hổ thẹn nói. Mau nói, rốt cuộc sao lại thế này, nghe được lời nói của Viên Vô Nhai, sắc mặt Đới Lạc hoàn toàn thay. Đổi, vừa nấy lúc anh ta đi ra, ông ta còn vô cùng vui mừng bởi vì lúc đi vào, cảnh giới của Viên Vô Nhai vẫn còn là tiên thiên. Nhưng sau khi anh ta ra ngoài thì đã gần tăng đến võ đạo tông sư trung cấp. Nhưng mà ông ta lại nghe được Viên Vô Nhai nói người kế thừa không phải là anh ta. Chỉ mới ở trong tranh đoạt một phen mà đã giành được lợi ích như vậy, nếu thực sự chiếm được truyền thừa của thần miếu, vậy chẳng phải thực lực sẽ đạt đến võ đạo tông sư siêu việt sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Đới Lạc càng thêm khó coi. Là ai? Vì sao lại không đoạt lại người đó? Vì để con chiếm được truyền thừa của thần miếu, cả thầy và tông môn đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng giờ con lại nói với thầy là không tranh lại người ta sao? Đới Lạc ức giận đến mức cả người run rẩy, thở phì phò nói. Thật xin lỗi, thầy, con cũng muốn tranh với anh ta, con cũng đã thử qua rồi nhưng mà dường như anh ta được đặc biệt sinh ra để kế thừa truyền thừa của thần miếu này vậy. Nghe lời của thầy, Viên Vô Nhai càng thêm hổ thẹn. Nếu bên trong đã không phải người của chúng ta, vậy không cần giữ lại nữa, cùng nhau tấn công đi. Nếu chúng ta không chiếm được thì những người khác cũng đừng mơ có được, tao lạnh lùng nói. Đúng vậy, thêm cả tôi nữa, bây giờ lòng nóng như lửa đốt, ông ta đến đây trừ mục đích lớn nhất là tăng thực lực, còn muốn giải trừ độc tố trong cơ thể của mình nữa. Nhưng mà đến tận bây giờ đều không có chút manh mối nào, ông ta muốn điên rồi. Có lẽ có được truyền thừa của thần miếu chính là một phương pháp để giải trừ độc tố của mình cũng nên. Tán thành, Đai Lần hừ lạnh một tiếng. Hiện tại tâm trạng của ông ta đang rất khó chịu, bởi vì người ông ta mang đến giờ chỉ còn lại mình ông ta. Nếu không chiếm được chút lợi ích nào, ông ta tuyệt đối không cam lòng. Hừ, các người cứ tùy ý, khóe miệng Đới Lạc nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó lùi về phía sau vài bước. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Chờ chút đã, không thể tấn công cái kèn ánh sáng kia. Nếu tấn công nó sẽ dẫn ra người máy bảo vệ truyền thừa của thần miếu, đến lúc đó tất cả chúng ta đều xong đời. Ngay phía sau, Đăng Hạ cả người máu me đầm đìa đột nhiên mở miệng, ngăn cản ý định tấn công cái kèn ánh sáng của những người khác. Nghe được lời Đăng Hạ nói, 6 người gồm cả tao còn lại đều tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Đới Lạc. Các người là một lũ ngu xuẩn, vừa nãy không nên tấn công chúng tôi. Giờ thì hay rồi, cả đám chúng ta tổn thất nghiêm trọng, còn bị một tên không biết từ đâu chui ra chiếm được truyền thừa, vừa lòng các ông chưa? Đới Lạc cười lạnh, không chút khách khí nói với bọn họ. Mặc dù lúc này thực lực đôi bên không chênh lệch lắm, nhưng mà ông ta cũng không muốn đánh bừa, chẳng có chút ý nghĩa nào.
Bây giờ nói những lời này thì có tác dụng gì, nói chút gì đó hữu dụng đi. Xem ra hiểu biết của ông với thần miếu này nhiều hơn chúng tôi. Một khi đã như vậy, ông nói thử xem nên làm thế nào để ngăn cản đối phương đạt được truyền thừa đây. Lúc này bây giờ là người bình tĩnh nhất, lướt qua đám tao, hỏi thẳng Đới Lạc. Nhìn thử chung quanh đi, người đều chết sạch cả rồi. Còn giấu giấu giếm giếm nữa thì ông chính là kẻ đầu óc có bệnh. Nhanh nói ra đi, Đai Lần Hận không thể giết Đới Lạc tại chỗ, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Hẳn là ông hiểu rõ chứ. Nếu bây giờ không ngăn cản đối phương, đợi cho đối phương lấy được truyền thừa ra ngoài rồi, mà sau khi đạt được truyền thừa chắc, chắn thực lực sẽ đạt đến siêu việt, đến lúc đó tôi xem ông ngăn cản kiểu gì, tao cũng mở miệng khuyên. Có lẽ bây giờ cũng chỉ có một biện pháp có thể ngăn cản người đó tiếp nhận truyền thừa, nghe bọn họ phân tích, Đới Lạc có hơi chút do dự, nhưng ngay sau đó lập tức kiên định trở lại. Nếu muốn ngăn cản đối phương, vậy chỉ có thể cùng nhau hợp sức đánh nát cái kén ánh sáng này. Nhưng mà phải thật sự chú ý, vì chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Nếu một đòn không thể phá hủy được cái kén ánh sáng này, thứ đón chờ chúng ta chính là cái chết. Cho nên, các ông hiểu rõ rồi chứ? Đới Lạc nhìn thoáng qua cái kén ánh sáng, vẻ mặt u ám nói. Nghe ông ta nói xong, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Đây có thể nói chính là một cái giải pháp không phải giải pháp, lỡ như bọn họ không thể thành công thì người chết chính là bọn họ, chắc chắn không thể nghi ngờ. Các người điên cả rồi, đây căn bản không thể giải quyết vấn đề được, đây chính là đi chịu chết. Tôi không hầu nổi các người, tạm biệt. Ngay phía sau, ánh mắt Đăng Hạ lộ ra vẻ điên cuồng, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Thật là ngu xuẩn, chẳng trách lại muốn đánh lén tôi, Đới Lạc thấy Đằng Hạ muốn chạy trốn, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn ta không chút thương hại nào, trái lại tràn ngập vẻ châm biếm. Quả nhiên không đợi Đằng Hạ rời đi quá xa, động tác chạy trốn của hắn ta đột nhiên bị kìm hãm, cả người lập tức ngã quy trên mặt đất, không còn chút hơi thở. Đây là đã chết rồi. Ngay khi Đằng Hạ chết trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người lập tức hiểu được, lần này bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Một là chờ người kế thừa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, nếu đối phương đồng ý bỏ qua cho bọn họ thì bọn họ sẽ không chết. Hai là chủ động tấn công, trực tiếp phá hủy cái kén ánh sáng kia. Mục tiêu hiện tại rất rõ ràng, ra tay đi. Nếu không ra ai thì kết cục cuối cùng của chúng ta càng thê thảm hơn như thế, mọi người đều hiểu đúng không? Có thể vào được đến đây thì chẳng ai là người tốt cả. So với cái chết, việc trở thành tù nhân của người khác cũng không phải thứ tôi mong muốn. Đã như vậy, chúng ta cùng thử đi. Ai muốn cùng tôi ra tay, mời đứng ra. Bây giờ biểu hiện vô cùng dũng cảm, lập tức đứng dậy, còn nhìn về phía những người khác. Mọi người đều cùng nhau di chuyển. Hiển nhiên họ hiểu rõ, ở thời điểm này nếu đứng về phe đối lập thì chắc chắn sẽ phải chết. Nếu tất cả mọi người đã thống nhất mục đích rồi, tôi hy vọng mọi người có thể dùng toàn lực. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, thấy một màn này, tao là người có thực lực sinh tồn mạnh nhất hiện tại lên tiếng nói. Không ai nói gì, hiển nhiên đã ngầm đồng ý với hắn A rồi. Lúc này mọi người bắt đầu vây quanh cái kén ánh sáng kia, một đám ngưng tụ sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị dồn lực đánh một kích. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ lao về phía đám người yếu ớt đó. Người ra tay đương nhiên là Trần Triệu Dương, bởi vì ngay khi cái kén ánh sáng nứt ra khe hở, anh cảm nhận được hơi thở bên trong kén ánh sáng chính là Giang Tử Phong. Vốn anh còn đang nghĩ Giang Tử Phong không đi vào, ai mà ngờ cậu ấy lại có thể chạy đến chỗ này, hơn nữa còn tranh giành truyền thừa của thần miếu với Viên Vô Nhai, bây giờ lại đang trở thành người thừa kế kia. Nếu đã biết bên trong chính là Giang Tử Phong vậy anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Có địch. Sau khi có người bị đánh bay, cuối cùng bọn họ cũng kịp phản ứng lại, vốn dĩ chỉ còn lại hơn 10 người. Lúc này lại bị Trần Triệu Dương đánh một cú chết thêm 3, hiện tại chỉ còn 9. Cậu là người nào? Ngay lúc Trần Triệu Dương chắn trước mặt bọn họ, tất cả đều nổi giận, Đới Lạc trực tiếp. Mở miệng hỏi. Anh ta là Trần Triệu Dương, dù cho anh ta có hóa thành cho tôi cũng nhận ra, nhìn thấy Trần Triệu Dương từ trên trời nhảy xuống, cả người Viên Vô Nhai đều không tốt lắm, anh ta chưa bao giờ hận một người đến như thế. Có thể nói, mục tiêu cuối cùng trong quãng đời còn lại của anh ta chính là giết chết Trần Triệu Dương. Nhưng mà Viên Vô Nhai hoàn toàn không thể ngờ được anh lại xuất hiện trước mặt anh ta như vậy, nó khiến sát ý đã ngủ yên trong lòng anh ta quá lâu phun trào như núi lửa, cuối cùng bùng phát toàn bộ. Giết cậu ta, người khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những người dẫn đầu bên đám Đới Lạc đã liếc nhìn nhau sau đó cùng lao về phía Trần Triệu Dương. Bọn họ đã đạt được cùng nhận thức,
dù bằng cách nào nhất định phải phá hủy được cái kén ánh sáng kia, hủy đi người tiếp nhận truyền thừa. Phàm là người ngăn cản bọn họ đều sẽ bị bọn họ nghiền nát không chút lưu tình. Cho nên, ngay khi Trần Triệu Dương nhảy ra, hơn nữa màn xuất hiện cũng mang theo định ý rõ ràng, bốn người mạnh nhất bọn họ đã không chút do dự nào vọt thẳng lên. Khoan đãi, Trần Triệu Dương cũng không có ý muốn đấu một trận sống chết với bọn họ, vừa này sở dĩ phải ra tay vì muốn chiếm được nhiều tiếng nói hơn, nếu không một nghèo hai trắng đi yêu cầu người khác phải nghe mình, nói như thế nào được chứ? Bốn người họ đương nhiên nghe được lời nói của anh nhưng không có ý định dừng tay chút nào, trái lại tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh ngày càng lớn. Muốn chết, nhìn những người này tiến công dày đặc, sắc mặt Trần Triệu Dương nhất thời u ám hẳn, không trốn tránh nữa mà trực tiếp đối mặt với công kích của Bezo. Anh mạnh mẽ đánh trả một quyền, Bezo không thể phản kháng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đới Lạc thấy được đòn đánh của Trần Triệu Dương, bắt lấy cơ hội nhanh chóng đá vào bên hông anh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mơ tưởng, anh cảm giác được công kích của Đới Lạc, nhất thời cười lạnh một tiếng, sau đó cũng dốc sức đá trả một cú. Dầm. Chân của hai người mạnh mẽ va chạm vào nhau, cả người Đới Lạc như một viên đạn, bị một cú đạp Trần Triệu Dương đạp đứt chân, đồng thời cú đá rơi vào người Đới Lạc khiến ông ta bay thẳng ra ngoài. Đới Lạc đã bị Đằng Hạ làm bị thương, cú đánh vừa nấy lại ước lượng sai lầm cường độ cơ thể và sức mạnh của Trần Triệu Dương, kết quả thật bi thảm. Tàu và Đai Lần thông minh nhất, thấy cảnh này liền nhanh chóng lùi về sau, vẫn duy trì sự cảnh giác nhìn về phía Trần Triệu Dương, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Phải biết rằng trên thế giới hiện nay, năng lực chiến đấu của bọn họ đều cao cực kỳ, bây giờ bốn người vây đánh một người, còn là một người rất trẻ tuổi lại bị đánh thành cái dạng này. Là bọn họ thực sự quá yếu hay đối phương thực sự quá mạnh? Thầy, Viên Vô Nhai nhanh chóng bay đến bên cạnh Đới Lạc, một tay ôm lấy ông ta có chút hoảng sợ gọi. Anh ta không nghĩ rằng thực lực của Trần Triệu Dương đã mạnh đến mức này rồi. Lúc trước anh ta còn có thể so vài chiêu với anh. Nhưng bây giờ đến cấp bậc như thầy của mình cũng không ngăn được một kích của Trần Triệu Dương, điều này khiến nội tâm tràn ngập hận thù của anh ta nhiều thêm một chút sợ hãi. Bây giờ có thể nghe tôi nói chưa, Trần Triệu Dương không tiếp tục động thủ nữa, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói đi, nghe ý tứ của anh, bọn tao lập tức không muốn đánh thêm chút nào, lỡ như nóng nảy nhất thời đến lúc muốn đổi ý tìm đường sống thì đã muộn rồi. Các người chờ ở đây, đợi cậu ấy đi ra rồi nói đến chuyện khác. Trần Triệu Dương không chút khách khí nói với bọn họ, đương nhiên, các người cũng có thể chọn tiếp tục ra tay. Chẳng qua chắc các người cũng hiểu rõ nhỉ, nếu tiếp tục tấn công thì hậu quả sẽ không còn nhẹ nhàng như hiện tại đâu nhé. Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, lời này vào tai người nghe tuyệt đối là uy hiếp. Tuy biết anh đang uy hiếp bọn họ nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào. Vậy xem ra tất cả mọi người đều đồng ý rồi, đã như vậy thì cứ ở tại chỗ mà chờ đi. Đợi đến khi truyền thừa. Chấm dứt thì mọi người có thể rời khỏi. Trần Triệu Dương nhìn thấy đám người vốn còn cứng rắn không muốn nghe, ai cũng không phục, lúc này trầm mặc cúi đầu, trong lòng không nhịn được hét một tiếng thoải mái. Cái đám ngu ngốc tìm kiếm bí cảnh này lại có thể làm được đến nước này, thật quá mất mặt. Thời gian dần dần trôi qua, Trần Triệu Dương cảm giác được linh khí ở đây bắt đầu dao động, lúc đầu những linh khí này còn được tính là dày đặc, bởi vì đã lâu không có người xuất hiện, cho nên linh khí này không bị tổn thất gì hết. Nhưng bây giờ lại có một lực hút truyền đến, hút hết toàn bộ linh khí trong không gian vào trong cái kén ánh sáng kia, bị Giang Tử Phong bên trong cái kén ánh sáng hấp thu hết. Hả? Lúc đầu mấy người bọn họ cũng không cách xa cái kén ánh sáng lắm, thế nhưng lúc lực hút này truyền đến, trong nháy mắt bọn họ đã cảm giác năng lượng trong cơ thể mình bị hút đi một phần, khiến bọn họ bị dọa đến mức vội vàng lùi về sau. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng lùi về phía sau mấy bước, lực hút này vô cùng bá đạo, cho dù là anh cũng có thể cảm nhận được. Khi lực hút xuất hiện, toàn bộ linh khí trong không gian đều bị hấp thu mất, ánh sáng của cái kén cũng càng thêm chói lóa. Trần Triệu Dương biết, chỉ sợ Giang Tử Phong sắp kết thúc việc tiếp nhận truyền thừa, anh vô cùng chờ mong thực lực của cậu ấy sẽ đạt tới trình độ gì. Răng rắc. Ngay lúc này, phía trên cái kén ánh sáng đột nhiên xuất hiện từng khe hở, sau khi những khe hở đó đạt tới trình độ nhất định, toàn bộ cái kén ánh sáng vỡ vụn ầm. Ầm, để lộ Giang Tử Phong ở bên trong. Ha ha, tên trộm kia đâu? Cút ra đây cho tôi, dám cướp truyền thừa với ông đây, đúng là không muốn sống. Nữa, sau khi cái kén ánh sáng vỡ vụn, một tiếng kêu gào truyền đến. Nhìn thấy Giang Tử Phong xuất hiện, Trần Triệu Dương lập tức vỗ trán, tên này đúng là ngu ngốc. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy ai đẹp trai như tôi sao? Giang Tử Phong nhìn lướt đám người đang nhìn mình, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo nói với bọn họ. Ê, tên kia, anh tới đây cho tôi, thế mà lại dám cướp. Truyền thừa với ông đây.
mau đưa thần binh truyền thừa cho ông đây ngay. Rất nhanh cậu ấy đã thấy được Viên Vô Nhai trong đám người, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, hưng phấn hô lên. Tôi nói này, cậu có thể mặc quần áo vào trước đã được không? Nghe cậu ấy nói vậy, trên mặt Trần Triệu Dương lập tức lộ ra vẻ kỳ quái, không ngờ rằng tên Viên Vô Nhai này lại trâu bò như thế, vừa rồi anh còn không phát hiện trên người anh ta có thần binh. Đại ca, em, quần áo của em đâu? Giang Tử Phong nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, lúc này mới phát hiện trên người mình không có một mảnh vải che thân. Điều này khiến cậu ấy lập tức mặt đỏ lên, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống, kéo một người đàn ông bị thương trên mặt đất qua rồi cởi quần áo của anh ta ra. Người đàn ông bị Giang Tử Phong cởi quần áo vô cùng uất ức, vốn dĩ đã bị thương, kết quả lại bị cởi quần áo, vẫn may còn để lại một chút để che chắn, nếu không chắc anh ta phải uất ức đến chết mất. Tên nhóc thối, lợi hại đấy, đi thôi, có thù báo thù, có oán báo oán, có chuyện gì tôi sẽ chống hết cho cậu. Nhìn thấy Giang Tử Phong thay xong quần áo, Trần Triệu Dương cực kỳ bá đạo mở miệng nói. Vâng, đại ca, nghe anh nói thế, Giang Tử Phong lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lúc này liền chuyển ánh mắt về phía Viên Vô Nhai. Ê, tên kia, anh chủ động giao đồ ra, hay là để tôi cướp lại từ tay anh, Giang Tử Phong kiêu ngạo bước từng bước về phía Viên Vô Nhai. Cậu bạn này, có phải có hiểu nhầm gì không? Sao Vô Nhai có thể lấy đồ của cậu được chứ, đới lạc què một chân, nhưng vẫn muốn đứng ra vì học trò của mình. Lão già, ý của ông là tôi đang vu oan cho anh ta sao? Giang Tử Phong chào phúng cười một tiếng, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên âm trầm hẳn xuống, vung tay lên, một sức mạnh vô hình khóa chặt lấy cổ của đới lạc, nhấc cả người ông ta lên. Sắc mặt đới lạc lập tức đỏ bừng, ông ta muốn giấy giụa, nhưng ông ta phát hiện cho dù mình làm như thế nào cũng không thể tránh thoát được sức mạnh trói buộc này, sức mạnh đó quá kinh khủng, mạnh đến mức ông ta không có cách nào chuyển động được. Sắc mặt của hai người Tao và Dylan lập tức biến đổi. Đới lạc cũng không phải kẻ yếu, cho dù bây giờ đang bị thương, tuyệt đối cũng không thể để bọn họ tùy ý nắn bóp được, thế nhưng mà người trẻ tuổi này cách xa như vậy, lại có thể khống chế được đới lạc chỉ trong một chiêu, thực lực đó khiến trong lòng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn biết, chỉ sợ thực lực của đối phương đã vượt xa mình, đạt đến một tầng mới. Ông là cái thá gì? Thế mà cũng dám chất vấn tôi, Giang Tử Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lắc tay, đới lạc đáng thương bị quăng ra ngoài. Sau đó cậu ấy liên nhìn về phía Viên Vô Nhai. Tôi trả lại cho cậu, cầu xin cậu đừng giết tôi biết sai. Viên Vô Nhai trải qua hai lần đả kích, lúc này tinh thần đã sụp đổ, hai đầu gối mềm nhũ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Đồng thời, anh ta cũng lấy ra một con dao găm cực ngắn, cung kính nâng ở trong tay. Giang Tử Phong nhìn thấy nó, hai mắt lập tức tỏa sáng, sau đó vung tay lên, con dao găm đó liền bay vào trong tay cậu ấy. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Viên Vô Nhai, Trần Triệu Dương lắc đầu, anh biết lòng háo thắng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, từ nay về sau, chỉ sợ thành tựu của Viên Vô Nhai sẽ dừng bước ở đây, anh ta đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Đại ca, phải làm sao với những người này bây giờ? Giang Tử Phong thể hiện oai phong xong liền quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, hỏi. Không phải vừa rồi cậu rất oai phong sao, dù sao? Giữ lại những người này cũng vô dụng, giết đi, Trần Triệu Dương nở nụ cười, nói. Cái gì, nghe anh nói vậy, Giang Tử Phong lập tức sửng sốt, có vẻ đắn đo. Những người khác nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, trong lòng bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra cầu xin. Được rồi, đùa cậu thôi, đại ca cậu cũng không phải người thích giết chóc, có biết ra ngoài kiểu gì không? Trần Triệu Dương lắc đầu, vỗ một cái lên đầu Giang Tử Phong, tức giận nói. Vậy là tốt rồi, đi thôi, đại ca, em dẫn anh đến một chỗ hay. Giang Tử Phong sờ đầu mình, cười một tiếng ngây ngô. Sau đó liền đi phía trước dẫn đường, hướng về phía đằng sau đại điện. Mấy người không được đi theo, phía trước không phải là nơi mà mấy người có thể tới, sẽ chết đấy. Cuối cùng Giang Tử Phong vẫn là thiếu niên tốt bụng kia, khi đi đến góc rẽ, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mấy người Viên Vô Nhai, nói. Sau khi nói xong, không chờ bọn họ phản ứng đã quay đầu rời đi. Đại ca, thực lực bây giờ của em cực kỳ mạnh, anh đoán xem bây giờ em đang là cảnh giới gì. Trên đường đi, Giang Tử Phong đột nhiên hưng phấn nói với Trần Triệu Dương. Thực lực của cậu hẳn là đã vượt qua võ đạo tông sư, nhưng vẫn chưa đột phá tầng xiềng xích kia, tôi nói đúng không? Trần Triệu Dương nhìn lướt qua cậu ấy, sau đó cười nói. Trời ạ, đại ca, làm sao anh biết? Vậy có phải em lợi hại hơn anh không? Nghe anh nói vậy, Giang Tử Phong hú lên quái dị, sau đó kích động nói. Lát nữa cậu có thể thử một lần, nghe thấy thế, Triệu Dương kỳ quái nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại ca, chờ lát nữa sẽ có cơ hội để thử,
vừa rồi chỉ là một màn nhỏ thôi, sau này sẽ có cảnh tượng hoành tráng hơn, cực kỳ kịch liệt. Giang Tử Phong nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Trần Triệu Dương thì dùng mình một cái, sự sợ hãi bị chi phối khiến cậu ấy không còn quyết tâm muốn so sánh với đại ca nữa. Ồ, có ý gì? Nói nghe một chút đi. Nghe Giang Tử Phong nói vậy, Trần Triệu Dương cảm thấy hiếu kỳ, tên nhóc này đã lấy được truyền thừa, chắc chắn cũng sẽ biết một vài thứ. Đại ca, thật ra thân miếu mà chúng ta đang ở bây giờ cũng không phải là chỗ cuối cùng của bí cảnh này, tổng cộng có 9 thần miếu giống như bây giờ, anh còn nhớ rõ có 9 cái xích sắt lúc chúng ta mới đi vào không? Thật ra cũng không phải là 9 cái xích sắt đó nối liền với hư không, mà là với 9 thần miếu, chỗ nối với tế đàn chính là 9 thần miếu. Bây giờ thần miếu mà chúng ta đang đứng đã hoàn thành truyền thừa rồi, như vậy chắc chắn người thừa kế của 8 thần miếu khác cũng đã xuất hiện. Thật ra cuối cùng phải tranh đoạt người nắm giữ bí cảnh, mà 9 người thừa kế bọn em đã vốn có ưu thế hơn những người khác rồi, dù sao có được truyền thừa, sẽ nắm giữ được tất cả tin tức liên quan tới bí cảnh này, càng có thêm trợ giúp với việc tranh đoạt. Mà quan trọng nhất là thực lực của người thừa kế đã vượt hơn hẳn kẻ mạnh nhất bây giờ, mặc dù chưa đột phá, nhưng vẫn có thể chèn ép được. Giang Tử Phong nói tất cả tin tức mà mình biết cho Trần Triệu Dương, sau đó lại nhìn anh. Ý của cậu là cho dù không phải người thừa kế, cũng có cơ hội để trở thành người khống chế bí cảnh này sao? Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, ngay sau đó nói ra điểm chính. Đại ca, anh hiểu như vậy cũng đúng, chỉ là hy vọng đó tương đối xa vời, dù sao thực lực chênh lệch nhiều lắm. Giang Tử Phong có chút bất đắc dĩ nhìn anh, nói. Tân nhóc thối, cậu thật sự cho rằng những người thừa kế như các cậu sẽ có thể khống chế tất cả sao? Tôi cho cậu biết, có lẽ vẫn còn kẻ mạnh thật sự, chỉ là khinh thường tranh đoạt truyền thừa này mà thôi. Trần Triệu Dương cười mắng một câu, ngay sau đó nói một câu đầy ẩn ý. Mặc dù người thừa kế có thể dễ dàng làm được mọi chuyện, khiến thực lực của người ta tăng lên một cách dữ dội, nhưng cũng có chỗ xấu của nó. Thực lực như vậy sẽ khiến sức chiến không xứng với thực lực, đừng nói là đánh với cao thủ cùng cấp bậc, cho. Dù là người có thực lực yếu hơn một cấp, nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ sẽ không đánh lại người ta. Đây là nguyên nhân thứ yếu thôi, chứ nguyên nhân chính là nếu như tiếp nhận truyền thừa, như vậy nếu muốn mạnh lên tiếp, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nhưng mà anh cũng không cần thiết nói những chuyện này cho Giang Tử Phong, dù sao lấy tiến độ tu luyện của cậu ấy, cho dù mình dùng các loại tài nguyên để thúc giục, muốn đạt tới trình độ bây giờ, chỉ sợ cũng không thể làm được trong phút chốc, cơ hội như vậy đúng là một chuyện rất không tệ với mấy người Giang Tử Phong. Mấy người Trần Triệu Dương đi ở phía trước, mấy người tao đi ở phía sau, đương nhiên bọn anh cũng phát hiện ra đối phương, chỉ là cũng không ngăn cản, cho dù bạn nói chuyện này với mấy người đó, cũng chưa. Chắc bọn họ sẽ thấy biết ơn, đến lúc đó còn tưởng rằng bọn anh muốn ngăn cơ duyên của mình. Rất nhanh bọn anh đã rời khỏi thần miếu này, mà bởi vì Giang Tử Phong biết đường đi, cho nên hai người liền lao thẳng về chỗ sâu nhất của bí cảnh luôn. Mà mấy người tao cũng theo sát phía sau, ngay cả Đới Lạc cũng được Viên Vô Nhai nâng đỡ đi theo, mặc dù tốc độ không nhanh bằng bọn họ. Nhưng hai người cũng không muốn tụt lại phía sau, dù sao phía trước đã có người đi qua rồi, con đường đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không muốn từ bỏ như vậy, đã vất vả một thời gian dài, chẳng những không lấy được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị thương, sao bọn họ có thể cam tâm được. Nhưng mà bọn họ cũng không hề có suy nghĩ căm hận gì với Trần Triệu Dương, chỉ cần người ta không đối phó với bọn họ là tốt rồi. Đại ca, phía trước chính là chỗ đó. Chắc hẳn lần này sẽ có rất nhiều kẻ mạnh xuất hiện, đại ca, em thấy hơi khẩn trương, Giang Tử Phong bồn chồn xoa tay, nói. Đừng sợ, tất cả đều đã có tôi, một khi bước lên con đường này, như vậy phải dũng cảm tiến tới, căn bản không được e ngại và lùi bước, hiểu chưa, Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ấy, đúng là rất khẩn trương, đây chính là thực lực tăng lên quá nhanh, ý thức. Không theo kịp mà. Đại ca, em dám khẳng định, bên trong 8 người thừa kế còn lại sẽ có người có thực lực mạnh hơn em. Em mới chỉ hấp thu 1/4 truyền thừa, có lẽ những người khác đã hấp thu được nhiều hơn. Cho nên đại ca, lát nữa nhất định phải cẩn thận một chút, năng lực truyền thừa mà bọn em nhận được không giống nhau, năng lực của em có thể làm chức năng trái tim của người có thực lực yếu hơn em bị suy kiệt. Đương nhiên, nếu như thực lực không khác nhau mấy, cho dù em kém hơn một chút, năng lực của em cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, không nhất định có thể giết chết người ta, nhưng mà loại năng lực này của em có thể tấn công. Cho dù là người có thực lực mạnh hơn em rất nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giang Tử Phong không vui nói, hiển nhiên cậu ấy có chút bất mãn với năng lực mà mình lấy được. Cậu biết không, năng lực mà cậu lấy được cũng không phải là yếu, mà là mạnh, cậu nghĩ xem, nếu như có một đám người tấn công cậu cứ đánh cả lũ,
tin chắc cho dù là người có thực lực không khác cậu mấy cũng sẽ bị cậu đánh trúng, tất nhiên đến lúc đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong chiến đấu, bình thường chỉ sợ một số chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể thay đổi thăng thua của cả trận chiến. Nghe Giang Tử Phong nói thế, Trần Triệu Dương lại ỏ ra rất vui, mặc dù anh không biết đợi lát nữa trận chiến giành quyền khống chế bí cảnh sẽ ra sao, nhưng có năng lực này của Giang Tử Phong, có lẽ thật sự có thể lấy được tác dụng quan trọng. Nhất định phải chờ đến lúc quan trọng nhất mới được dùng năng lực này, dù sao nếu như dùng sớm, người khác sẽ đề phòng, đến lúc đó nhất định có thể nghĩ ra phương pháp chống lại, Trần Triệu Dương nghe xong thì dặn dò. Được rồi, đại ca, Giang Tử Phong gật đầu. Lúc hai người Trần Triệu Dương đang nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một cái tháp cao vô cùng to lớn, tháp cao có tổng cộng 9 tầng, chỉ là lúc này 9 tầng tháp đang bị một cái lồng ánh sáng bao phủ lại. Đại ca, chính là 9 tầng tháp này, đây là tháp Hạo Thiên, trong truyền thừa của em có nói rõ, muốn lấy được thân phận khống chế bí cảnh, chỉ có một khả năng, đó chính là xông lên tầng tháp thứ 9. Giang Tử Phong nhìn thấy tháp Hạo Thiên 9 tầng cao vút trong mây kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khát khao. Lúc hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong tới phía trước tháp Hạo Thiên, bọn họ mới phát hiện có ít nhất hơn 200 người tụ tập ở đó. Những người này có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng, đó chính là mỗi một nhóm người đều có một người dẫn đầu, đều vô cùng trẻ tuổi. Không cần nói cũng biết, những người trẻ tuổi dẫn đầu này đều là người thừa kế nhận được truyền thừa, chỉ là khí thế đã khiến người xung quanh không dám đến gần, giống như trăng sáng vậy. Lại chưa nói đến dáng vẻ của những người lấy được truyền thừa đều không tệ. Ai nấy đều có giá trị nhan sắc cực cao. Đứng gần cửa tháp nhất chính là một cô gái tóc vàng, cực kỳ trẻ tuổi xinh đẹp, cả người cô ta có một vẻ lạnh lùng khiến người ta phải tôn kính. Phía sau người phụ nữ tóc vàng này là một đám người da đen cầm đầu cũng không lớn tuổi lắm, chỉ có dáng vẻ chừng 20. Sáu người còn lại có ba người là người Hoa, còn có một người là người quốc đảo, hai người còn lại là huyết tộc và người sói. Những người dưới tay bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, hiển nhiên. Ngoại trừ bọn họ tranh đấu lẫn nhau suốt dọc đường, những người còn sót lại rất ít, hơn nữa còn không phải cùng một phe. Còn lại phải có ít nhất hơn 20 người ở xung quanh, không nói đến thực lực, chỉ là số lượng này đã nói lên cho dù là thực lực cá nhân hay là năng lực lãnh đạo của người dẫn đầu đều mạnh hơn mấy người kia. Cho nên, khi hai người Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương xuất hiện, tám người kia chỉ liếc một chút rồi không tiếp tục chú ý nữa. Dù sao, chỉ có ngần ấy người ở chỗ thần miếu. Người cầm đầu này có thể mạnh đến mức nào chứ? Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta hãy mở tháp Hạo Thiên ra đi, nhưng mà tôi nói trước một câu, mặc dù tháp Hạo Thiên là tháp kiểm tra, nhưng cũng sẽ chết người, nếu như không đủ thực lực, hoặc là không có can đảm, tốt nhất là đừng tùy tiện nếm thử. Ngay lúc hai người Trần Triệu Dương đến đó, cô gái tóc vàng cầm đầu đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Nói xong câu cuối cùng, đôi mắt màu xanh của cô ta liền nhìn về phía Giang Tử Phong. Về phần Trần Triệu Dương sau lưng cậu ấy, cô ta còn chẳng muốn nhìn một cái nào. Cô nàng này có ý gì vậy, xem thường ai chứ? Giang Tử Phong tức giận. Được rồi, tức giận cũng vô dụng, ai thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất trong trận tranh đấu này mới thực sự là vua, ổn định tâm trạng lại chút đi. Trần Triệu Dương ngăn cản Giang Tử Phong sắp nổi bão, tên nhóc này mới có chút thực lực mà đã đắc ý rồi. Đại ca, là vì anh ngăn cản em đấy, nếu không em đã, Giang Tử Phong hậm hực nói. Đi. Chúng ta cũng qua đớ, Trần Triệu Dương nhìn thấy đội ngũ khác đều đi về phía cổng, lúc này hai người cũng đi đến chỗ tòa tháp. Ai đi trước, người phụ nữ lạnh lùng đảo qua những người tới đây, hơi thở trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hiển nhiên cô ta đang dùng thực lực để cảnh cáo người xung quanh không nên trêu chọc cô ta. Cảm nhận được hơi thở trên người người phụ nữ này, sắc mặt người xung quanh lập tức cứng đờ, hiển nhiên thực lực của cô ta đã đủ để bọn họ sinh lòng cảnh giác. Trong lòng Trần Triệu Dương run lên, đúng là thực. Lực của người phụ nữ này rất mạnh, chỉ là cô ta căn bản không thấy rõ tình hình trước mắt, cây cao đón gió lớn, người có thể lấy được truyền thừa đều không phải kẻ ngu, can thiệp vào lúc này căn bản không hề sáng suốt, nếu quả thật xảy ra tranh chấp, chỉ sợ những người khác sẽ bắt tay diệt trừ cô ta trước tiên. Tôi tên là Jessica, tất cả mọi người đều lấy được tin tức có ích về cuộc kiểm tra ở tháp Hạo Thiên này, như vậy hãy nói về quy tắc một chút đi, cũng không thể cùng nhau tiến lên chứ, Jessica lạnh lùng nói. Quy tắc. Ha ha, người đẹp, cô đang nói đùa sao? Vào lúc này rồi mà cô còn muốn nói quy tắc với chúng. Tôi, có phải đầu óc cô có vấn đề hay không? Thực lực là trên hết, nắm đấm của người nào lớn, đương nhiên có thể lấy được thứ mà mình muốn. Người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp trai, trên người có khí thế đáng sợ kia lạnh lùng nói. Những người khác nghe thấy người đàn ông huyết tộc nói thế thì đều cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Jessica,
cô ta cũng quá ngây thơ, thật sự cho rằng trong trận tranh đoạt này sẽ có ai để ý đến quy tắc sao? Xem ra mấy người đều nghĩ như vậy, nếu đã thế, chờ sau khi đi vào, nếu có chỗ tốt gì, mọi người đều lấy bằng bản lĩnh, nói cách khác, thực lực là trên hết. Ban đầu Jessica nghĩ rất hay, nhưng nghe bọn họ nói vậy thì khựng lại, sau đó tức giận nói. Tới đi, chúng ta cùng nhau mở cửa tháp ra, nếu mọi người đã không ưa đề nghị về quy tắc mà Jessica đưa ra, cô ta cũng không tiếp tục bảo thủ thuyết phục nữa. Lúc này những người thừa kế đi đến cửa tháp Hạo Thiên, ngay sau đó bọn họ đặt hai tay lên sát cửa tháp, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào đó. Khi bọn họ bắt đầu truyền năng lượng, lồng ánh sáng trong suốt bao phủ tháp Hạo Thiên bắt đầu tỏa sáng, đồng thời một sức mạnh đáng sợ cũng phát ra từ trong tháp Hạo Thiên, ngoại trừ 9 người thừa kế, hễ có ai tới gần tháp Hạo Thiên đều bị bắn ra ngoài, đương nhiên Trần Triệu Dương cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh đã cảm giác được từ lúc năng lượng này hỏa ra rồi, cho nên anh đã sớm lùi về sau, vừa vặn lùi đến một khoảng cách an toàn. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua, phát hiện năng lượng của lồng ánh sáng quanh tháp cũng không phải là càng ngày càng mạnh, mà là càng ngày càng yếu đi khi mấy người Giang Tử Phong truyền vào. Hiển nhiên năng lượng truyền thừa mà bọn họ lấy được mới có thể thật sự mở được cấm chế của tháp Hạo Thiên này. Nói một cách khác, thật ra tháp Hạo Thiên đang lựa chọn người tốt nhất bên trong 9 người. Nhưng mà nếu những người khác cũng có thể vào, như vậy đương nhiên cũng sẽ có cơ hội, chỉ là có lẽ cơ hội đó thấp hơn 9 người thừa kế này rất nhiều thôi. Khi năng lượng mà 9 người thừa kế đưa vào càng ngày càng nhiều, lồng ánh sáng bao phủ xung quanh tháp Hạo Thiên cũng chậm rãi biến mất. Ánh mắt những người ở xung quanh nhìn về 9 người thừa kế này đều khác nhau, đương nhiên bọn họ biết cơ hội lấy được quyền khống chế bí cảnh của người bình thường thấp hơn rất nhiều, nhưng nếu như không có người thừa kế, có phải cơ hội của bọn họ sẽ trở nên nhiều hơn không? Ở đây đều không phải là đồ đần, cho nên ai nấy cũng đều lập tức nghĩ rõ ràng điều này. Mà bây giờ hẳn là một cơ hội tốt, những người thừa kế vừa mới mở tháp Hạo Thiên ra, chắc hẳn năng lượng trong cơ thể sẽ tiêu hao cực kỳ lớn. Đúng thế thật, nhìn thấy sắc mặt đám người Giang Tử Phong tái nhợt, hơi thở trên người cũng trở nên không ổn định, Trần Triệu Dương liền biết chắc chắn ở đây đã có người không nhịn được mà đứng ra. Quả nhiên, anh vừa mới nghĩ đến đây, đã có mấy chục người lao đến thật nhanh. Hơi thở mênh mông phóng về phía đám người Giang Tử Phong. Hiển nhiên, bọn họ biết mình chỉ có một cơ hội, cho nên nhất định phải dùng hết sức để đối phó. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương lắc đầu, bí cảnh này đã thân thiện với những người thừa kế như vậy, chắc chắn sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống này, cho nên anh mới không hành động gì. Quả nhiên, sau khi những người này lao ra, đám người thừa kế kia đều nở nụ cười giễu cợt, ngay sau đó, hơi thở ban đầu đã hơi uể oải trên người bọn họ lại tràn đầy trong nháy mắt. Đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng, hơi thở trên người bọn họ càng khủng bố hơn, thực lực hình như còn mạnh hơn trước đó. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương âm thầm lắc đầu, chỉ sợ những người này sắp xong rồi, vào lúc này, chắc chắn những người thừa kế sẽ giết gà dọa khỉ để củng cố uy nghiêm của mình. Quả nhiên, những người nọ lao về phía này, nhóm người thừa kế liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp nhảy lên cao, 9 người rơi vào trong đám người, thế tiến công nhanh như chớp. Trong vòng 10 giây đồng hồ đã chém chết mấy chục người hầu như không còn ai. Điều khiến Trần Triệu Dương vui mừng chính là Giang Tử Phong cũng ra tay. Tuy rằng cậu ấy chỉ đánh bay 2 người, còn những người khác mới thật sự giết họ, nhưng ít nhất nó chứng minh rằng tuy Giang Tử Phong có mềm lòng nhưng không cổ hủ. Sau khi hoàn toàn chém xong đám người phản loạn, 9 người thừa kế lạnh lùng đảo hai mắt qua nhìn những người còn lại. Những người còn lại không dám đối diện với ánh mắt của bọn họ, đều vội vã tránh né. Không thì giết quách đám người này đi, lỡ chúng a ở trong liều chết mở được một con đường sống, đám người này lại phản bội vào thời khắc quan trọng chẳng phải sẽ phá hủy mọi thứ sao, người đàn ông huyết tộc ở ngay phía sau liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Tất cả những kẻ này đều là người tu luyện, nếu hút được máu tươi của bọn họ, thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Điều này đối với một kẻ không phải là người mạnh nhất trong đám thật sự quá hấp dẫn. Hừ, anh cho rằng chúng tôi không thấy anh mới làm gì sao? Xem chúng tôi là đồ ngốc hết hả? Nếu anh còn dám làm loại chuyện như vậy nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau ra tay tiêu diệt anh trước đấy, hiểu chưa hả? Chấm, Jessica hừ lạnh, nhìn về phía người đàn ông huyết tộc với ánh mắt ghê tởm. Những người khác cũng nhìn tên huyết tộc kia bằng vẻ mặt không tốt, hiển nhiên là cùng quan điểm với lời nói của Jessica. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, vào tháp đi, sau khi cảnh cáo tên huyết tộc kia xong, biểu cảm của Jessica nghiêm túc hẳn, đi về phía cửa tháp. Những người khác thấy thế cũng không chịu thua kém, lập tức phóng vào trong tháp. Sau khi 9 người thừa kế đến gần tháp Hạo Thiên, Trần Triệu Dương dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trước.
Tuy những người khác đều đã trải qua sự kiện phản loạn, nhưng sau khi nhóm người thừa kế đi vào rồi, bọn họ cũng không hề rảnh rỗi, phía sau nối tiếp phía trước. Dũng cảm đi vào. Khi Trần Triệu Dương vừa tiến vào bên trong tháp Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, tháp. Hạo Thiên này chẳng hề u tối chút nào, ngược lại vô cùng sáng sủa. Quan trọng nhất là không gian trong đây rất lớn, căn bản không nhỏ như khi nhìn từ bên ngoài vào. Có chút thú vị, người sáng tạo ra bí cảnh này thật lợi hại. Cảm nhận được sự thần kỳ của tháp Hạo Thiên, Trần Triệu Dương càng nảy sinh hứng thú to lớn hơn đối với người đã dựng nên bí cảnh này. Xem ra những chuyện lão già kể cho mình nghe cũng không hẳn đều là chuyện cổ tích thần thoại, có lẽ bởi vì lúc trước trình độ không đủ nên chưa thể tiếp xúc đến. Đồng thời, anh cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của lão già, rốt cuộc lão già là tồn tại thế nào chứ? Những thứ ông ấy chỉ lúc trước đều thật sự tồn tại, cả lúc ở Hắc Châu đụng phải cửu cung bát quái trận, bên trong có cờ trận hẳn cũng là của lão già để lại. Lão già này là người rất thần bí, thật hy vọng có thể nhanh chóng gặp lại ông ấy, để ông ấy giải thích rõ ràng với mình. Trần Triệu Dương thu lại suy nghĩ trong đầu mình, bắt đầu cẩn thận di chuyển bên trong không gian này. Tháp Hạo Thiên tuyệt đối không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, cho nên buộc phải cẩn thận. Chẳng mấy chốc, Trần Triệu Dương đã tìm được những người cùng tiến vào trong tháp, chẳng qua mọi người đều tự đề phòng, không lập thành nhóm. Ngay khi bọn họ tiến về phía trước, Trần Triệu Dương đột nhiên biến sắc, bởi vì anh có đôi mắt xuyên thấu cho nên anh đã sớm dùng để dò xét tình huống trong ngọn tháp này. Mà vừa mới nấy, Trần Triệu Dương nhìn thấy một người đàn ông đang chật vật chạy trốn, người này chính là người của quốc đảo nọ. Lúc này cả người toàn là máu, một cánh tay đã mất rồi, chẳng qua tốc độ của anh ta không giảm chút nào, điên cuồng chạy trốn. Ở phía sau người đàn ông quốc đảo nọ có một con quái thú hình dạng giống khỉ, đang nhe răng trợn mắt đuổi giết anh ta. Con quái thú này chỉ có hình dạng giống khỉ mà thôi, phía sau có thêm một đôi cánh, nhìn vô cùng quái dị. Đương nhiên nó có cánh không phải vô dụng, lúc đôi cánh này bắt đầu bay lên, tốc độ của nó phải nhanh hơn gấp 2 lần bình thường. Két két. Con khỉ kia hét chói tai, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người đàn ông nọ, lúc này người nọ cũng phát hiện ra đám Trần Triệu Dương khiến thần sắc anh ta nhất thời n cuồng vọt về hướng bọn họ. Đây rõ ràng là muốn dẫn cái kẻ tai họa kia đến, để cho bọn họ cùng chịu loại áp lực khủng bố bị đuổi giết này. Chết tiệt, thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Người đàn ông quốc đảo kia cũng là người thừa kế, có thể đánh một người thừa kế thành cái dạng này thì con khỉ biết bay kia chắc chắn khủng bố vô cùng. Bọn họ cũng không muốn bị nó xé nát đâu. Lúc này, mọi người điên cuồng tản ra bốn phía, chỉ hận không có được hai cái đùi dài hơn. Muốn chết, Trần Triệu Dương đương nhiên không muốn đánh với con quái vật này, nhưng mà cái tên quốc đảo chết không được tử tế kia cứ hướng về phía anh mà ép tới, Trần Triệu Dương không muốn cứ trốn mãi như thế nữa. Đây không phải là phong cách của anh, nếu như anh ta muốn chết thì chính anh sẽ thành toàn cho anh ta. Người đàn ông quốc đảo nhìn thấy cậu thanh niên trước mắt ngừng lại. Trên mặt hiện lên vui ngay sau đó nhanh chóng bay đến trước mặt Trần Triệu Dương. Cút đi, Trần Triệu Dương quát lớn, sau đó hung hăng tung một quyền qua. Người đàn ông quốc đảo kia sao có thể nghĩ đến Trần Triệu Dương lại đột nhiên ra tay, muốn tránh né cũng không kịp nữa rồi. Chẳng qua, trong mắt anh ta chợt lóe vẻ tàn ác, thằng nhóc này dám mơ tưởng có thể ngăn cản mình, thật sự không biết sống chết mà. Bản thân là người thừa kế. Nếu cậu ta đã muốn ngăn cản mình vậy thì cứ để cậu ta đến chiến một trận sinh tử với con khỉ chết tiệt kia đi. Bàn tay còn lại của anh ta đột nhiên vung ra, mạnh mẽ đánh vào nắm tay của Trần Triệu Dương. Rắc! Người đàn ông quốc đảo kia chỉ cảm thấy cánh tay của mình truyền đến một cảm giác đau đớn khi bị xé toạc, theo đó anh ta vội nhìn đến cánh tay vỡ vụn của mình. Không để anh ta kịp phản ứng lại, hơn nữa lại còn bị một cú của Trần Triệu Dương ngăn cản, con khỉ biết bay phía sau đã nhào đến trực tiếp cào nát đầu anh ta. Đầu của người đàn ông kia tựa như đậu hũ dưới móng vuốt của con khỉ biết bay nọ, bị bóp thành một đống nát bét. Thấy cảnh này, cả Trần Triệu Dương và những người chưa kịp thoát khỏi đều mở to mắt nhìn, sức mạnh như vậy nếu thật sự quét đến, ai có thể chịu nổi chứ? Sau khi người đàn ông quốc đảo ngã xuống mặt đất, con khỉ biết bay kia dùng đôi mắt ngập tràn tàn bạo nhìn về hướng bọn Trần Triệu Dương. Chạy mau, thấy vậy, những người khác quát to một tiếng, sau đó điên cuồng hướng đến nơi xa nhất bỏ chạy, tốc độ kia khó mà diễn tả được. Nhưng Trần Triệu Dương không cử động, bởi vì anh cảm giác được con khỉ biết bay này không có định ý với anh. Trần Triệu Dương nhìn thấy bên trong đôi mắt con khỉ này chứa một cỗ nghi hoặc hòa với ngạc nhiên, không đợi Trần Triệu Dương phản ứng, nó đã vọt thẳng về phía anh. Trần Triệu Dương không hề động, chỉ lặng lặng nhìn con khỉ biết bay. Tuy anh cảm thấy nó sẽ không ra tay với mình nhưng chung quy cũng vừa trải qua một màn rất dọa người thừa kế của quốc đảo chắc chắn thực lực không thấp,
nhưng dưới móng vuốt của con khỉ biết bay này lại chẳng có chút cơ hội sống sót nào. Cược một lần xem, Trần Triệu Dương không cử động, nhịp thở cũng không rối loạn, cứ nhìn chằm chằm vào con khỉ biết bay như thế. Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, con khỉ biết bay này hung mãnh xông tới trước mặt rồi đột nhiên dừng lại, móng vuốt sắc nhọn đến đáng sợ của nó cách anh chưa đến 5 cm. May mà những người khác đều đã bỏ chạy, chứ nếu thấy cảnh này thì có khi còn cho rằng con khỉ này do Trần Triệu Dương nuôi cũng không chừng. Sau đó, con khỉ biết bay bò quanh Trần Triệu Dương mà ngửi, dáng vẻ bối rối lo lắng cho thấy nó đang gặp khúc mắc ở một vấn đề nào đó. Sao vậy, mày biết tao à, cảm nhận được vẻ nghỉ hoặc trong mắt con khỉ, anh bật cười, hỏi. Nhưng điều làm Trần Triệu Dương ngạc nhiên là sau khi hỏi xong, con khỉ lại gật đầu lia lịa rồi lại lắc đầu mà nhìn anh, trông cực kỳ mâu thuẫn. Tao không hiểu ý của mày, cơ mà mày không có định ý gì với tao, hay là đi theo tao đi, Trần Triệu Dương nói đùa. Chỉ, anh lại được một phen bất ngờ khi con khỉ biết bay lại thét lên với mình. Nó gật gật đầu rồi ôm chầm lấy bắp đùi của Trần Triệu Dương, thoăn thoắt leo lên rồi ngồi xổm trên vai anh. Trần Triệu Dương ngẩn người, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi chỉ nói đùa một câu thôi, không ngờ con khỉ này lại ngoan ngoãn đồng ý. Có thể nói điều này làm cho Trần Triệu Dương vô cùng kích động. Đây là một con khỉ có sức chiến đấu mạnh đến nỗi có thể dễ dàng giết chết người đàn ông quốc đảo được thừa kế chỉ trong nháy mắt, thật là một sức mạnh kinh khủng biết bao. Một nơi như Tháp Hạo Thiên mà có thêm con khỉ biết bay này, có khác nào hổ thêm cánh cơ chứ? Sau này mày thật sự muốn đi theo tao sao? Trần Triệu Dương có chút không dám tin, nhìn con khỉ biết bay đang đứng trên vai mình, hỏi. Chỉ, con khỉ không biết nói tiếng người, chỉ kêu chỉ nhưng anh vẫn nhận ra được sự kiên quyết và vui vẻ từ trong tiếng kêu của nó. Tuy Trần Triệu Dương rất vui nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Anh tuyệt đối sẽ không cho rằng trên người mình có khí thế bá vương gì đó nên mới có thể bắt con khỉ biết bay nghe lời mình. Có lẽ còn có nguyên nhân nào khác. Nếu con khỉ này chịu đi theo anh thì cứ nhận trước vậy, nếu nó thật sự có ác ý thì anh cũng có cách giải quyết. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương sờ cổ tay và cổ. Mình, trên cổ tay là tiểu thải cuộn lại thành vòng tay, trên cổ thì là con sâu nhỏ kia, cả hai con vật này đều không đơn giản, con khỉ biết bay mà dám làm phản thì chờ đợi nó chính là sự đau đớn vô cùng vô tận. Con khỉ rất quen thuộc nơi đây, như biết suy nghĩ của Trần Triệu Dương mà dẫn dắt anh tiến về phía trước. N trên đường có những nguy hiểm tiềm ẩn nào, nó đều dự báo trước, vì vậy Trần Triệu Dương không gặp phải chút hiểm nguy nào. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của con khỉ biết bay, Trần Triệu Dương tìm được 9 người thừa kế, không, phải là 7 người mới đúng. Người đàn ông ở quốc đảo kia đã bị con khỉ giết chết ngay trước mắt anh, một người khác. Thì không biết là đã gặp bất trắc hay chưa kịp chạy đến. Đại ca. Giang Tử Phong vốn đang rất sốt sắng, vừa nhìn thấy Trần Triệu Dương đã phấn khởi chạy tới. Tình hình ra sao rồi, anh gật đầu rồi hỏi. Bây giờ đang thế này, lối đi lên tầng thứ hai có thiết N gạch dưới lập một cửa ải, muốn lên đó chỉ có thể đi qua cây cầu độc mộc này. Mà thật ra cũng không khó để đi qua cầu, cái khó là đánh bại quái vật ở dưới đó. Vừa rồi người da đen kia hát muốn là người được lên tầng hai đầu tiên nên đã đi trước, nhưng vừa đặt chân lên cầu thì bị một con quái vật màu xám lôi xuống. Sau đó chẳng còn tin tức gì cả. Người da đen đó nhặt được một viên đan dược tại tầng thứ nhất, thực lực đã vượt xa chúng ta, em nghĩ rằng người đó chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng mạnh như người da đen mà cũng bị lôi xuống, không thể phản kháng chút nào, vậy nên chúng em đều chờ ở đây. Giang Tử Phong nhỏ giọng thuật lại tình hình. Vậy mọi người đã nghĩ ra được biện pháp nào chưa, Trần Triệu Dương nhíu mày. Lẽ nào họ phải dừng lại ở đây? Giờ mới là tầng thứ nhất, bên trên còn rất nhiều tầng nữa. Thật ra ban nãy cũng vừa có mấy người đến đây nhưng đều bị những người này ép đi lên cầu độc mộc để xem con quái vật đó là thứ gì. Chẳng qua đã mấy người chết rồi mà vẫn chưa rõ thứ gì đang lộng hành. Giang Tử Phong lắc đầu, biểu lộ rằng đến bây giờ vẫn chưa có cách giải quyết. Trần Triệu Dương không hỏi thêm điều gì mà dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn xuống dưới cây cầu, muốn nhìn xem con quái vật nào đang ở đó. Khi đôi mắt xuyên thấu giúp anh nhìn thấy rõ cảnh tượng bên dưới, nét mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Trần Triệu Dương lập tức liếc mắt về phía Tiểu Hôi. Không sai, đây chính là cái tên mà anh đã đặt cho con khỉ biết bay, ai bảo toàn thân tên nhóc này đều xám xịt chứ. Trên vách đá gần cầu độc mộc có mấy chục con khỉ màu xám đang ngồi xổm, ngoại hình giống Tiểu Hôi y đúc, có điều là không có đôi cánh như nó thôi. Trần Triệu Dương đã từng chứng kiến tốc độ của Tiểu Hôi, nếu như thực lực của những con khỉ này bằng một nửa của nó thì sẽ rất khó để những người này có thể đi qua cầu độc mộc. Bên cạnh đó, dưới cầu chính là dòng sông đen nhánh không thấy đáy, muốn đến bờ bên kia thì chỉ có thể đi trên cây cầu độc mộc này.
Trần Triệu Dương nhận thấy được những con khỉ kia và tiểu hôi đang đứng trên vai mình thuộc cùng một chủng loại, đương nhiên là tiểu hôi cao cấp hơn bọn chúng rồi. Tiểu hôi, nếu bọn tao đi trên cây cầu kia thì bạn bè của mày ở dưới đó có tấn công bọn tao không? Trần Triệu Dương thì thầm hỏi tiểu hôi. Chỉ, nó cũng nhỏ tiếng kêu mấy hồi, trên mặt lộ ra vẻ tự hào như muốn nói rằng anh cứ yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhận được câu trả lời khẳng định từ tiểu hôi, Trần Triệu Dương cũng thả lỏng, cùng chờ với Giang Tử Phong, dù sao thì anh cũng không nôn nóng. 7 người thừa kế còn sót lại này đều không phải hạng người hiền lành, để xem họ có cách nào khác hay không. Tôi cảm thấy chỉ cần đủ nhanh thì có thể lao thẳng qua bên kia, lúc này, một người đàn ông thấp bé, điềm tĩnh bước ra khỏi nhóm các võ giả, lạnh lùng mở lời. Anh có tự tin sẽ lao thẳng qua được không? Nghe thấy lời nói của người đàn ông, Jessica đưa mắt nhìn về phía người nọ, mềm mại hỏi. Không dám cam đoan 100%, nhưng ôi muốn thử chút xem sao, thấy Jessica chủ động hỏi mình, người đàn ông kia vỗ ngực mình rồi hăng hái cất giọng nói lớn như uống máu gà. Người nọ biết mình đã thành công thu hút sự chú ý của Jessica, chỉ cần biểu hiện tốt trong hành động lần này bản thân có thể sẽ có cơ hội rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt tối tăm của người đàn ông liếc mắt nhìn cô ta, bên trong hiện lên sự đều cáng. Nhìn kỹ nhé, người đàn ông có chiều cao khiêm tốn nở nụ cười đầy tự tin. Ngay sau đó, gã ta tung người nhảy lên như mũi tên rời khỏi dây cung, phóng thẳng về phía đối diện. Quả nhiên, khi người đàn ông xông lên, những con khỉ đều điên cuồng bật nhảy nhưng đều không thể chạm vào người gã ta. Lúc nào cũng chỉ còn một chút nữa là lại vồ hụt. Sau khi người đàn ông thấp bé chạy đến bờ bên kia, bọn khỉ đều dừng lại, không tấn công gã ta nữa. Điều này làm cho người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Thấy gã ta thành công xông qua, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra được cách qua cầu. Hiểu rồi, điểm then chốt ở cửa ải này chính là tốc. Độ, ai nhanh thì mới vượt qua được, hai mắt của Jessica sáng ngời. Cô ta tiến lên phía trước một bước, yêu kiều nói lớn, tôi đi trước đây. Giờ đây, Jessica trông như nữ chính mạnh mẽ trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Đôi chân thon dài khỏe khoắn đạp mạnh xuống đất một cái rồi xông ra ngoài, tốc độ của cô A còn nhanh hơn cả người đàn ông vừa rồi. Những con khỉ kia còn chưa kịp phản ứng thì Jessica đã đặt chân đến bờ bên kia. Đến tôi. Thấy, khi Jessica băng qua một cách ung dung như thế, người đàn ông huyết tộc nhe răng cười. Hát đỏ như máu đột nhiên mọc ra từ lưng của cậu ta, rồi toàn thân hóa thành một luồng sáng màu đỏ mà vút qua, tốc độ có thể sánh với sấm chớp. Thấy tốc độ quá nhanh của người đàn ông huyết tộc, con người của Jessica và những người khác đều co rút. Nhưng mà những người trong huyết tộc vốn nổi tiếng là mạnh về tốc độ, nhanh như thế cũng không có gì lạ. Đã biết cách qua cầu nên không ai lãng phí thời gian, bốn người còn lại nhanh chóng băng qua một cách nhẹ nhàng. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi, Giang Tử Phong thấy bọn họ đều đã qua thì hào hứng muốn thử. Ừ, dùng tiêu dao bộ đi, Trần Triệu Dương gật đầu, hai người cùng nhau tiến về phía cầu độc mộc. Tốc độ của Giang Tử Phong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua bờ bên kia. Còn Trần Triệu Dương thì lại không sốt ruột chút nào, chỉ đi trên cầu từng bước một. Những con khỉ ở dưới cảm nhận được uy áp đến từ con khỉ biết bay trên vai anh nên không dám nhúc nhích. Thế là dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của tất cả mọi người, Trần Triệu Dương chậm rãi đi qua cầu, từng bước như thế. Ngoại trừ Giang Tử Phong thì 7 người còn lại đều nghi hoặc nhìn anh, không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tại sao Trần Triệu Dương đi lên lại không bị những con khỉ kia tấn công? Nhưng khi nhìn thấy con khỉ xám trên vai anh, bọn họ đều ngộ ra. Vì biết nguyên nhân cho chuyện này không phải thực, lực của chính Trần Triệu Dương nên họ đều không còn quá cảnh giác với anh nữa. Trong nhóm còn lại chỉ có 5 người thành công chạy qua, những người khác đều không dám tiến lên hoặc chết ở dưới cầu. Nhìn cây cầu độc mộc, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Biết rõ bản thân không thể lại cứ băng qua cho bằng được, thế không phải tự đâm đầu vào chỗ chết thì là gì? Được rồi, những người đó không qua được. Đi thôi, tiếp tục đi lên, Jessica lạnh lùng liếc nhìn những người bên bờ rồi nhanh chóng lao về phía lối vào. Bọn họ lần lượt đi vào trong. Khác với lần trước, tình trạng tranh cãi ai vào trước và ai vào sau đã không xảy ra, vì ở đây trước sau gì cũng có khả năng sẽ chết, quan trọng là phải tìm ra bí quyết mới có thể vượt qua cửa ải. Sau khi đi vào trong, Trần Triệu Dương đột nhiên phát hiện cơ thể mình như có thêm một thứ gì đó, nhưng khi cẩn thận cảm nhận thì lại không thấy bất thường ở chỗ nào. Lên tầng thứ hai, anh nhận ra nơi này là một cánh rừng nhiều cây lá vô cùng, mùi ẩm ướt kỳ lạ thoảng ra từ bền trong cánh rừng. Vẫn như lúc nấy, thấy xung quanh mình không có ai, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nhún vai, lại vừa đánh dấu vừa đi sâu vào trong. Tầng thứ hai này có thể sẽ rất lạ lẫm với những người khác,
nhưng vì đã có Tiểu Hôi nên đối với Trần Triệu Dương, đây cứ như sân vườn sau nhà mình vậy. Nơi này là rừng cây nên tất nhiên sẽ có rất nhiều vượt quá sức tưởng tượng. Không biết cánh rừng đã có mấy năm tuổi mà rất nhiều cành lá đan xen vào nhau, thậm chí có nhiều nơi còn không thể thấy được bầu trời vì đã bị tàng cây tươi tốt đã che lấp. Lại có khí mê tan, Trần Triệu Dương đang đi thì đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ, nó hòa lẫn vào trong hơi ẩm của cánh rừng nên không dễ nhận thấy. Nhưng anh là một thầy thuốc, không những thế còn từng đi hết trời Nam đất Bắc, giỏi nhất là tham gia tác chiến trong rừng rậm nên khí mê tan đã quá quen thuộc với anh. Tuy nhờ có tố chất cơ thể nên lượng khí mê tan này cực kỳ nhẹ đối với Trần Triệu Dương, anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Chẳng qua, để giấu không cho người mà mình có thể sẽ gặp biết được điều đó, Trần Triệu Dương xé một mảnh áo ra để bịt miệng lại rồi mới cấp tốc tiến về phía trước. Giang Tử Phong có giải độc đan do anh luyện chế nên có lẽ việc chống chịu với khí mê tan cũng không thành vấn đớ. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hôi, Trần Triệu Dương vào rừng sâu mà như cá gặp nước, trong phút chốc đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Cỏ thiên tâm, quả tim rắn, rễ trúc đen. Trần Triệu Dương như lạc vào thế giới kho báu, việc không ngừng đào bới kho báu nơi đây làm cho anh vui mừng khôn xiết, sở hữu chiếc nhẫn không gian càng tạo điều kiện cho anh mặc sức thu hoạch. Trước đây còn phải nghĩ cách để cất chứa, để cầm, bây giờ thì đó không còn là vấn đề nữa. Không gian trong nhẫn là bất động tuyệt đối nên những vật được đặt bên trong sẽ không xảy ra những chuyện như mất linh khí. Trần Triệu Dương vô cùng sung sướng, tiểu thải và con côn trùng nhỏ cũng như lên thiên đàng. Nơi này có không ít thứ mà bọn chúng có thể ăn được. Dù sao nơi này cũng có rất nhiều linh dược, anh không keo kiệt, để mặc cho hai đứa nó ăn no nê. Kết quả là ăn xong vài loại thì bọn chúng đều lăn ra ngủ. Tiểu Hôi tỏ ra khinh khỉnh với hai đứa nhóc này. Từ nhỏ đến lớn nó đều ở đây, chưa có loại linh dược nào mà nó chưa từng ăn, bọn này thật sự quá làm chủ nhân mất mặt. Trần Triệu Dương đang hí hửng đào linh dược lên thì một hơi thở khiến anh giật thót thình lình xuất hiện rồi biến mất. Điều này làm cho Trần Triệu Dương trở nên căng thẳng, bày ra tư thế cảnh giác. Tiểu Hôi đang ngồi xổm trên vai anh cũng chợt đứng dậy, hét ầm về phía một cây đại thụ khổng lồ, trong mắt hiện lên sự tàn bạo. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua, phát hiện nơi đó có một con sâu nhỏ có gai toàn thân đang bay lơ lửng, những cái gai nhọn hoắc ánh lên tia sáng giữa tảng cây u ám khiến cho người ta nhìn mà sống lưng lạnh toát. Có thể làm Tiểu Hôi trở nên hung dữ như thế, chắc chắn con vật này không phải thứ dễ chọc. Trần Triệu Dương không nói gì, vừa rút cây gậy nhóm lửa ra vừa cảnh giác nhìn con sâu đang lơ lửng kia. Đúng lúc đó, con sâu động đậy, biến mất trước khi anh kịp phản ứng. Tốc độ nhanh thật, đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương nhanh chóng quét qua xung quanh theo hình quạt nhưng không phát hiện ra con sâu đang ở đâu. Nói cách khác, con sâu nhỏ biết bay đấy đã rời khỏi phạm vi rà soát của anh chỉ trong tích tắc, quả là nhanh đến kinh người. Đến khi con sâu nhỏ biết bay biến mất, Tiểu Hôi trên vai Trần Triệu Dương mới thả lỏng cảnh giác, trở lại với dáng vẻ hoạt bát. Như vậy đủ để thấy nó dè chừng con sâu nhỏ kia đến nhường nào. Tiểu Hôi, con sâu đó là gì vậy? Mày biết nó sao? Trần Triệu Dương tò mò nhìn con khỉ trên vai. Chỉ, Tiểu Hôi kêu lên như nghĩ đến chuyện đau khổ gì đó rồi chỉ vào mấy chỗ trên cánh tay mình. Trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ, đến bây giờ vẫn chưa lành, nhìn vết thương như mới vừa bị đâm vậy. Ồ, khá thú vị đấy. Anh không ngờ Tiểu Hôi lại bị thương như vậy, năng lực chống lành vết thương trên gai nhọn của con sâu nhỏ biết bay đó cũng thú vị. Không thể trơ mắt nhìn Tiểu Hôi bị vết thương hành hạ nên Trần Triệu Dương lập tức lấy một viên đan dược ra khỏi nhãn không gian. Đây là đan dược giúp phục hồi vết thương do anh luyện chế, ngoài ra, khi uống vào thì năng lực tự chữa lành sẽ được tăng cường rất lớn. Tiểu Hôi vô cùng thông minh, thấy Trần Triệu Dương đưa đan dược sang thì giật lấy, không do dự nuốt vào. Trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống. Uống xong, nó chớp chớp mắt, tò mò nhìn anh. Thôi, đừng tỏ ra đáng yêu với tao, nhanh dẫn tao tới lối vào đi lên tầng thứ ba đi, Trần Triệu Dương không giải thích, lát nữa vết thương lành lại là nó biết chuyện gì thôi. Chỉ, Tiểu Hôi kêu một tiếng rồi nhảy ra khỏi vai của anh, thoăn thoắt đi phía trước dẫn đường. Cây cối nơi đây thật sự quá tươi tốt, nếu cứ đâm đầu lao ra ngoài thì sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Quan trọng nhất là một số cây cối ở đây có độc. Cứ sông ngang đánh thẳng sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn di chuyển trong rừng rậm của Tiểu Hôi, Trần Triệu Dương cũng ngộ ra vài điều, lập tức học theo nó luồn lách qua những khe hở trong rừng. Mới đầu, anh còn rất chật vật, bị đủ loại cây mây và dây leo quấn quanh hoặc bị một số con rắn và sâu trên cây tập kích. Trần Triệu Dương từ từ quan sát Tiểu Hôi, rốt cuộc cũng tìm ra được bí quyết. Thế rồi anh và Tiểu Hôi một rước một sau thoải mái di chuyển trong cánh rừng, tốc. Độ cũng càng lúc càng nhanh.
Về sau, hai người bắt đầu so găng với nhau. Lúc đầu Tiểu Hôi còn dừng lại đứng chờ Trần Triệu Dương với dáng vẻ cười nhạo, nhưng dần dần anh đã chiếm thượng phong, đi cách nó một đoạn khá xa. Trần Triệu Dương đang vừa đào một số linh dược, Quý vừa chạy tới thì bất chợt nhận ra đằng trước có một ký hiệu. Anh nhanh chóng chạy đến dưới cây đại thụ có đánh dấu kia. Tuyệt, cuối cùng cũng tìm được cậu nhóc này rồi, thấy ký hiệu trên cây đại thụ, Trần Triệu Dương phấn chấn tinh thần, dựa theo ký hiệu tức tốc lục soát. Không ổn rồi, sợ là cậu nhóc này vướng phải phiền oái nào đớ, trên đường đi, anh phát hiện ở đây không? Chỉ có dấu vết của một mình Giang Tử Phong mà còn có rất nhiều dấu khác, ít nhất là 4 người, hơn nữa không phải tất cả đều là con người. Nói cách khác, có thể Giang Tử Phong và 3 người khác cùng bị quái thú đuổi giết, hoặc Giang Tử Phong bị 3 người đuổi giết. Dù là khả năng nào, tình cảnh của cậu ấy đều đang rất nguy hiểm nên Trần Triệu Dương có phần nôn nóng, dùng hết tốc lực để tìm kiếm. Cho dù trên đường đi gặp được một số linh dược tương đối tốt, anh cũng không đào. Sau hơn 20 phút lần theo dấu vết, Trần Triệu Dương hoàn toàn không tìm được bất cứ ký hiệu nào do Giang Tử Phong để lại nữa. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là cậu ấy không còn thời gian để đánh dấu, tình hình đang vô cùng nguy cấp. 20 phút sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy Giang Tử Phong. Lúc này đây, cậu ấy và Jessica đang dựa lưng vào nhau với dáng vẻ nhếch nhác. Xung quanh hai người là 3 con quái thú và 2 người đàn ông, một người trong đó chính là tên huyết tộc, một người khác lại làm cho Trần Triệu Dương kinh ngạc, không ngờ lại là tên người sói kia. Trong ấn tượng của anh, dù là trong truyền thuyết hay trong phim ảnh thì huyết tộc và tộc người sói luôn là mối quan hệ đối địch trời sinh, không ngờ bây giờ lại liên kết với nhau để đuổi bắt Giang Tử Phong và người phụ nữ tên Jessica kia. Trần Triệu Dương không hấp tấp xuất hiện, xem ra tình cảnh của Giang Tử Phong và Jessica hiện không quá nguy hiểm. Chẳng qua hai người họ đang bị bao vây, nếu không phá vòng vây để chạy trốn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Giao thứ đó ra đây, chúng tôi có thể tha cho hai người một mạng, nếu không thì chết là vẫn chết nhưng không giữ thứ đó được đâu, người đàn ông huyết tộc lạnh giọng nói. Đúng vậy, giao thứ đó ra đây, người sói dữ tợn nhìn Giang Tử Phong và Jessica bằng đôi mắt sắc lạnh. Xin lỗi, do tôi liên lụy anh đi đi, Jessica nhìn Giang Tử Phong, nói với vẻ mặt xấu hổ. Không liên quan đến cô, do bọn kia quá đáng thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ ở đây, không vứt bỏ cô đâu, cậu ấy lại lắc đầu, nói thẳng. Thật ra Giang Tử Phong nhìn nhận tình hình rất rõ ràng, hai người này tuyệt đối không phải hạng lương thiện, loại người như thế sao có thể dễ dàng để họ đi chứ? Hai kẻ này nói như vậy đơn giản chỉ vì muốn giảm bớt rắc rối mà thôi. Một khi lấy được thứ đó, bọn họ có giết hay không đều có thể. Tử Phong, tôi, nghe thấy câu nói của Giang Tử Phong. Trong đôi mắt lạnh lùng của Jessica hiện lên sự cảm động. Trần Triệu Dương cũng kinh ngạc, trong thời khắc nguy cơ sớm tối thế này mà tên nhóc thối kia vẫn không quên tán gái, đúng là cừ thật. Được thôi, hai người yêu thương nhau như thế thì chúng tôi sẽ đưa cả hai cùng đi gặp Thượng Đế, người đàn ông huyết tộc và người sói đều tỏ ra khó chịu khi nghe thấy cuộc đối thoại này, lập tức tiến về phía hai người. Hai người không muốn bỏ qua cho chúng tôi thì tốt thôi, đừng ai hòng lấy được thứ đó. Cảm nhận được sát ý đến từ hai người ở phía đối diện, Jessica thầm hạ quyết tâm, lấy một cái bình sứ ra khỏi ngực, trong mắt hiện lên sự kiên quyết. Dừng tay, không được, thấy hành động của cô ta, hai người kia tức khắc bị dọa sợ, hét to lên, đồng thời ra lệnh cho 3 con quái thú lùi về phía sau. Cô phá hủy thứ đó thì tiếc lắm, cho tôi đi, tôi hứa sẽ bảo vệ hai người trong thời gian kế tiếp, người đàn ông huyết tộc vô cùng thấp thỏm vì trong bình sứ kia có chứa một giọt máu thần. Nếu cậu ta lấy được nó thì huyết thống sẽ tiến hóa, thực lực cũng sẽ được tăng lên. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, tên huyết tộc cũng phải lấy được bình máu thần ấy. Người sói cũng có suy nghĩ như vậy, máu thần cũng có tác dụng làm tiến hóa huyết thống cho tộc người sói. Sở dĩ hai người biết điều đó là vì tuy giọt máu thần kia chỉ truyền đến một chút hơi thở, họ đã cảm giác được máu trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào, bởi vậy dù thế nào hai người họ cũng phải lấy cho được bình máu thần kia. Đừng làm bậy, chỉ cần hai người đưa máu thần cho. Tôi bảo đảm sẽ không động vào hai người, Gary người đàn ông huyết tộc đang rất căng thẳng. Nếu giọt máu thần rơi xuống đất thì nó sẽ bị mặt đất hấp thu, lúc đó sẽ chẳng còn gì nữa. Như vậy thì tránh ra cho tôi, khi nào đến nơi an toàn, chúng tôi sẽ giao máu thần cho các anh, Jessica và Giang Tử Phong từ từ bước ra ngoài, trong tay vẫn cầm chặt bình sứ. Thấy hai người họ dần đi ra ngoài. Nét mặt của Gary và Han đều trở nên phiền não nhưng không ai dám ngăn cản. Ngay thời điểm, Jessica và Giang Tử Phong cho rằng sắp thoát được thì ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Chết thật,
che mũi lại nhanh lên, dù gì Giang Tử Phong cũng từng học cách dùng độc và phân biệt độc từ Trần Triệu Dương, nhận ra có điều bất thường nên nói thật nhanh. Ha ha, muộn rồi, thật ra loại độc này tôi có được từ người nước Hoa đấy, không ngờ lại dùng với cả người Hoa, nói theo thành ngữ của mấy người chính là nhân quả báo ứng đấy. Nói linh tinh nhiều như vậy chẳng qua là để kéo dài thời gian, để cho chất độc này phát huy tác dụng sớm nhất có thể thôi, không ngờ hai người ngu xuẩn thật. Có phải bây giờ cảm giác người rất yếu ớt, không có sức lực gì không? Làm đi, phá hủy giọt thần máu trong tay hai người đi, để xem hai người có sức làm vậy không? Gary nở nụ cười đắc ý, không hoang mang chút nào. Cậu ta không sốt ruột tiến lên đoạt lấy bình chứa giọt máu thần. Tuy vừa rồi đã cùng Han đối phó với 4 SCK và Giang Tử Phong nhưng đến lúc này đã là cạnh tranh, ai mạnh hơn mới đoạt được máu thần. Người sói Han cũng lộ ra sự phòng bị, hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này. Hai người bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Han, nhường máu thần cho tôi đi, trong chặng đường kế tiếp tôi sẽ giúp anh lấy được thứ mình muốn, Gary nhìn về phía Han, cam đoan. Không, tôi cũng nói lại y vậy, nếu anh nhường máu thần cho tôi thì tôi cũng hứa với anh, Han không ngốc, cười lạnh rồi đáp trả. Nếu như Gary này lấy được máu thần thì thực lực sẽ vượt qua hắn ta, lúc đó đừng hòng có chuyện tuân thủ cam kết. Trong tình hình này, thực lực mới là quan trọng nhất, lời hứa chỉ là hy vọng xa vời. Ý anh là anh không đồng ý, nghe thấy câu trả lời của Han, sắc mặt của Gary tức khắc tối sầm. Đáng ra vừa rồi đừng nên cho tên ngu ngốc này uống thuốc giải mới phải, nếu như có thể hạ độc luôn cả hắn ta thì đã chẳng có chuyện gì rồi, nhưng bây giờ mới nghĩ vậy thì đã muộn. Thôi được, tôi đồng ý với anh, lấy đi, Gary làm như đấu tranh tư tưởng thật dữ dội, cuối cùng tỏ ra buông xuôi mà nói với Han. Nhưng anh phải hứa lát nữa đi phải tìm những thứ tốt cho tôi, như sợ Han đổi ý, cậu ta cẩn thận nói. Khỏi phải lo, tôi nhất định sẽ giữ lời. Người sói chúng tôi là những người biết giữ lời hứa nhất nên anh cứ yên tâm, nghe thấy lời nói của Gary, Han cực kỳ mừng rỡ, vỗ ngực bảo đảm. Được, vậy anh đi đi, Gary gật đầu, ra chiều tin lời hắn ta nói, sau đó lùi về sau mấy bước để nhượng bộ. Thấy dáng vẻ đó, Han đã bị sự vui mừng che mắt nên không nhìn thấy vẻ âm u chợt xuất hiện trong đôi mắt của Gary. Mặc dù đang đứng cách đó khá xa nhưng với đôi mắt xuyên thấu, Trần Triệu Dương có thể thấy tia nham hiểm lập lòe trong mắt cậu ta rất rõ ràng. Vậy nên, khi thấy Han lại gần Giang Tử Phong và Jessica, anh không nóng vội cứu người mà nhân cơ hội lặng lẽ tiếp cận. Han đi đến trước mặt, Jessica thật nhanh, đưa tay về phía bình chứa giọt máu thần. Vừa lúc đó, Gary nhanh như chớp lao đến, trong tay xuất hiện một con dao găm đen sắc bén, đi tới sau lưng Han và đâm vào gáy của hắn ta. Tuy Han bị sự hào hứng làm cho mụ mị đầu óc nhưng vẫn có lòng cảnh giác. Ngay thời điểm sắp bị dao găm của Gary đâm trúng, hắn ta lập tức phản xạ né tránh sang bên cạnh. Phụt! Dao găm không đâm trúng cột sống của Han mà là đâm vào cổ, máu tươi điên cuồng phun ra. Á, mày muốn chết à, hắn ta che cổ, giận dữ hét lên. Lúc Han bị tập kích, ba con quái thú lại tức giận gầm lên, điên cuồng lao tới chỗ của Gary. Tao muốn chết, vậy mày chết trước đi, Gary biết rõ tuyệt đối không thể cho hắn ta có cơ hội lấy lại sức. Thế nên trong khoảnh khắc đâm trúng cổ, cậu ta nhanh chóng đuổi theo, điên cuồng vung dao. Giang Tử Phong và Jessica bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ hai người mới vừa rồi còn hợp tác đối phó với mình lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Nhân cơ hội này, Giang Tử Phong khó khăn lấy một cái chai nhỏ từ bên hông ra, là giải độc đan Trần Triệu Dương đã cho cậu ấy. Tuy nhiên, lúc bình thường thì đây là hành động vô cùng đơn giản, giờ đây lại khó khăn vô cùng. Jessica ở bên cạnh thấy hành động của Giang Tử Phong thì hai mắt sáng ngời, cũng cố gắng đưa tay ra giúp đỡ, cậu ấy cầm bình sứ, mình thì vặn nắp bình. Sau một lúc nỗ lực, cuối cùng nắp bình cũng bị mở ra. Cô ăn một viên trước đi, Giang Tử Phong thì thầm với Jessica. Mặc dù không biết Giang Tử Phong muốn làm gì nhưng, Jessica tin chắc rằng cậu ấy sẽ không hại mình, thế nên không do dự cầm bình ngọc đổ vào miệng một viên giải độc đan. Sau đó, cô ta đưa bình ngọc lại cho Giang Tử Phong. Giang Tử Phong sững sờ, không ngờ, Jessica lại uống theo cách đó. Nhưng bây giờ đang là thời khắc sống còn, cậu ấy cố ghim sự kích động và ngạc nhiên trong lòng xuống, nhanh chóng dùng miệng ngậm bình thuốc và đổ vào trong miệng mình một viên. Lát nữa đừng vội làm gì cả, chúng ta cứ giả vờ như bị độc làm cho hôn mê, tìm cơ hội một phát giết chết hai kẻ đớ. Giang Tử Phong rất vui vẻ khi cảm nhận được giải độc đan bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng kiềm chế lại, Jessica cũng nhận ra sự thay đổi trong người mình. Điều này làm cho cô ta vô cùng vui sướng, ánh mắt khi nhìn Giang Tử Phong cũng trở nên say đắm hơn. Nhìn thấy một màn như vậy,
Trong lòng Trần Triệu Dương nhất thời cảm thấy hào hứng, không ngờ tên nhóc này lại còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như cả hai người họ đều đã được giải độc rồi thì anh cũng không vội ra tay. Lúc này, ba con quái vật và Han cùng nhau tấn công Gary, tuy rằng cậu ta có vẻ mạnh hơn, nhưng số lượng kẻ tấn công lại nhiều. Gary cũng chỉ có thể dựa vào sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình để đối phó với bọn chúng, nhưng loại vũ khí giống như dao găm này của cậu ta lại không khiến cho người khác dễ chịu chút nào. Sau khi bị dao găm của cậu ta đâm trúng, miệng vết thương của Han vẫn không có dấu hiệu khép lại, ngược lại, máu tươi lại càng chảy ra nhiều hơn. Han cảm thấy sức lực toàn thân của hắn ta như bị rút đi ít nhất một nửa, hắn ta biết, nếu như còn tiếp tục duy trì tình trạng như vậy, không đợi Gary giết chết mình, hắn ta đã bị mất máu mà chết. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn ta lóe lên một tia ngoan độc, ngay sau đó, Han đột nhiên điên cuồng hét lớn, cơ bắp cả người bắt đầu điên cuồng biến lớn, theo cơ bắp ăn vọt, kích thước cơ thể hắn ta cũng tăng lên gấp đôi. Tôi phi, đây gọi là người sói cuồng hóa sao, quả nhiên là có chút thú vị, chỉ là không biết sức mạnh của trạng thái cuồng hóa này như thế nào. Lúc này, Trần Triệu Dương đang ngồi xem náo nhiệt hai mắt lập tức trở nên sáng ngời, anh nhỏ giọng hưng phấn nói. Sau khi hoàn thành quá trình cuồng hóa, Han giống lên một tiếng, miệng vết thương vốn đang không ngừng đổ máu, sau khi cuồng hóa lại ngừng chảy máu giống gạch dưới như một kỳ tích. Ngay lúc này, hai chân to lớn của hắn ta giẫm mạnh lên trên mặt đất, cả người giống như một chiếc xe tăng, điên cuồng lao về phía cậu ta. Tuy rằng Gary thấy được Han cuồng hóa, nhưng cậu ta không có biện pháp nào có thể ngăn cản được hắn ta, thời điểm Han đánh tới, cậu ta chỉ có thể trốn tránh sang một bên, nhưng rõ ràng là cậu ta đã đánh giá thấp thực lực sau khi cuồng hóa của Han. Sau khi hắn ta cuồng hóa, cho dù là lực phòng ngự của thân thể hay là tốc độ đều được tăng lên gấp mấy lần. Vốn dĩ thực lực của Han và Gary không chênh lệch nhau mấy, nhưng hiện tại Han đã cuồng hóa, chịu một đòn của hắn ta, cả người Gary trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Gary bị đánh trúng ho ra mấy ngụm máu tươi, vốn dĩ làn da của huyết tộc đã trắng, bây giờ lại càng thêm trắng bệch. Mày muốn chết, lúc này, Gary cũng bất chấp mọi thứ, cậu ta hét lên một tiếng, phía sau lưng mọc ra một đôi cánh, 10 móng tay điên cuồng dài ra, trên móng tay lóe lên ánh sáng của kim loại, làm cho người khác nhìn vào đã thấy không dễ đối phó. Ngay sau đó, Gary giống lên một tiếng, hai chiếc răng nanh màu trắng tuyết nhanh chóng dài ra, lóe lên ánh sáng lạnh lão. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua hai người, anh phát hiện ra cấu trúc cơ thể của họ đã xảy ra biến đổi, các tế bào trong cơ thể được sắp xếp một cách chặt chẽ hơn, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thực lực của bọn họ tăng vọt. Trong khi hai người đang điên cuồng đánh nhau, ba con quái thú kia vẫn luôn rình rập rồi bất ngờ xông ra cho Gary một đòn chí mạng, nhưng mà sau khi biến đổi, thực lực của Gary cũng tăng lên, ba con quái thú này căn bản là không thể chạm được vào cậu ta. Hai người họ đánh nhau tầm 5, 6 phút, có thể nói là cả hai bên đều bị thương, ba con quái thú kia cũng bị Gary tranh thủ chém chết hai con còn lại cũng chỉ còn một chân, căn bản là không còn khả năng chiến đấu. Thật đặc sắc, không ngờ lại là chó cắn chó một miệng đầy lông, phía sau, một âm thanh đột ngột truyền đến, khiến cho Han và Gary đều hoảng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Triệu Dương vỗ tay, từ chỗ tối bước ra ngoài, bây giờ cũng không cần thiết phải đợi thêm nữa, bọn họ đều đã bị thương nặng, cho nên Trần Triệu Dương mới đi ra. Đồ ngu xuẩn chết tiệt, đáng lẽ ra mày không nên tranh giành với tao, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta đều bị người ta giết chết, nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, Gary tức giận mắng Han. Là mày không nên tranh giành với tao mới đúng, lúc này, sắc mặt Han cũng cực kỳ khó coi, đây rõ ràng là bọn họ đánh nhau đến mức cả hai bị thương nặng, rồi người khác trực tiếp nhảy ra chiếm lời, thật không biết xấu hổ. Đến giờ phút này, nhìn hai người họ còn đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, Trần Triệu Dương không nhịn được cười. Đại ca, thì ra là anh đã đến từ sớm, Giang Tử Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện lập tức cảm thấy vui vẻ. Được rồi, tên nhóc thối, nhanh đứng dậy đi, đừng giả vờ nữa. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Giang Tử Phong đang hưng phấn, tức giận nói. Ha ha, đại ca, thì ra là anh biết cả rồi, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc đứng dậy còn tiện tay kéo luôn SCK đang ở dưới đất đứng lên. Được Giang Tử Phong nắm lấy bàn tay nhỏ, khuôn mặt, SCK bỗng chốc trở nên đỏ ửng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không vùng ra. Gary và Han nhìn thấy hai người Giang Tử Phong không bị chút ảnh hưởng gì nhất thời mở to hai mắt. Bọn họ không ngờ thuốc độc do chính mình điều chế lại không có chút tác dụng nào, dựa theo tình hình hiện tại, cho dù Trần Triệu Dương không đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ kết cục của hai người họ cũng không mấy tốt đẹp. Làm gì với bọn họ bây giờ,
Giang Tử Phong nắm tay Jessica đi đến trước mặt Trần Triệu Dương rồi mở miệng hỏi. Giết đi, Trần Triệu Dương không hề có chút thương hại nào, nếu như không phải là hai người bọn họ tự giết lẫn nhau, chỉ sợ Giang Tử Phong và Jessica đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của hai người này. Nếu như là trước kia, Giang Tử Phong nghe Trần Triệu Dương nói ra những lời này sẽ còn có chút do dự, không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên ra tay như thế nào. Nhưng hành trình đi đến bí cảnh lần này đã làm cho cậu ấy hoàn toàn trưởng thành, cậu ấy đã phải nhìn thấy quá nhiều cảnh giết chóc và máu tươi, chưa kể tình huống vừa rồi suýt chút nữa cậu ấy đã chết, cho nên, Giang Tử Phong không chút do dự, chậm rãi tiến lên từng bước, chuẩn bị giải quyết hai người kia. Anh không thể giết chết chúng tôi là thiên tài số một của huyết tộc, nếu như các người giết tôi, các người sẽ kết thù oán với huyết tộc, đến lúc đó sẽ không chết không ngừng, thiên tài của huyết tộc Gary nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sát khí của Giang Tử Phong. Trong lòng nhất thời sợ hãi, sau đó uy hiếp nói. Đúng vậy, còn có bộ tộc người sói chúng tôi nữa, tôi là thiên tài số một của bộ tộc người sói, từ trước đến nay, người sói chúng tôi đều có thù tất báo, nếu như các người dám giết tôi, vậy thì cứ chờ sự trả thù không dứt của bộ tộc người sói đi, đến lúc đó, không chỉ mình các người phải chết, mà tất cả những người có quan hệ với các người đều phải chết. Sau khi nghe được lời nói của Gary, Han lập tức nóng nảy. Hắn ta vội vàng mở miệng nói, lời này không chỉ đơn giản là đe dọa mà là uy hiếp cưỡng bức. Nghe xong lời nói của Gary và Han, Giang Tử Phong dừng lại theo bản năng, nhưng mà trên mặt cậu ấy lại lộ ra sát khí điên cuồng, bởi vì hai người này dám uy hiếp đến người nhà của cậu ấy, đây là điều mà cậu không cho phép. Đây là ngày đầu tiên cậu lăn lộn trong giang hồ à? Người ta đã uy hiếp cậu rồi, cậu còn giữ người ta lại làm gì? Thấy Giang Tử Phong dừng lại, Trần Triệu Dương không nhịn được tức giận nói. Vâng, đại ca, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong gật đầu rồi trực tiếp đi về phía hai người họ. Gary và Han trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ lời nói vừa rồi lại phản tác dụng, hai người còn muốn nói thêm điều gì đó để giành lấy cơ hội sống sót. Đáng tiếc là Giang Tử Phong không cho bọn họ cơ hội đó, trực tiếp ra tay giết chết hai người bọn họ. Sau đó ba người bọn họ kết bạn đi về phía con đường lên tầng thứ ba, dựa vào mức độ quen thuộc của Tiểu Hôi đối với nơi này. Ba người bọn họ không đi vào con đường lãng phí, nhanh chóng đi đến lối đi lên tầng thứ ba. Đến nơi này, bọn họ mới phát hiện ra ở đây đã có người rồi, chính là ba người Hoa Hạ này. Rõ ràng, bọn họ vẫn luôn đi cùng nhau, cho nên cũng không hề bị hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây tổn thương. Quan trọng nhất là, ba người này khiến cho Trần Triệu Dương có cảm giác nguy hiểm. Nói cách khác, 9 người thừa kế, giờ chỉ còn lại có 5 người thôi, lại có đến 4 người là người Hoa Hạ, như vậy cũng khiến Trần Triệu Dương hơi kinh ngạc. Mà sở dĩ, Jessica có thể sống sót đến bây giờ, cũng có quan hệ với bọn họ, nếu không vì Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong, e rằng, Jessica cũng đã hồn lìa khỏi xác rồi. Ba vị, tôi tên là Giang Tử Phong, không biết tại sao. Các vị còn chưa vào bên trong, Giang Tử Phong đứng ra đầu tiên, đây là Trần Triệu Dương bảo cậu ấy làm như vậy, dù sao anh không phải người thừa kế, theo lý mà nói sẽ không có quyền lên tiếng, làm vậy cũng để mê hoặc ba người này, giữ gìn thực lực. Hừ. Điều khiến Giang Tử Phong hơi tức giận là, ba người này hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hề quan âm đến Giang Tử Phong, mà lại dõi mắt nhìn về phía Jessica. Hai mắt của cả ba người đều lộ ra lòng tham không hề che giấu chút nào, ánh mắt bị ổi không ngừng di chuyển trên dáng người ba vòng quyến rũ của Jessica. Cô ta cảm nhận được ánh mắt của ba người này, sắc mặt lập tức lạnh lo, định ra tay. Đừng gấp, đợi thêm một lát nữa, Giang Tử Phong kéo Jessica lại, lắc đầu với cô ta. Ba người Trần Triệu Dương cũng không đi qua, mà chỉ chờ đợi giống như ba người kia. Nếu ba người bọn họ đã có thể đến tận nơi này mà không bị thương chút nào, như vậy tất nhiên cũng có chỗ độc đáo của bọn họ, có lẽ ba người bọn họ biết rõ một số thứ, chẳng qua bọn họ không nói cho mấy người Trần Triệu Dương biết thôi. Cô, Jessica xinh đẹp, tôi tên là Hoàng Đại Thắng, nếu cô bằng lòng đi theo chúng tôi, như vậy trong hành trình tiếp theo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, thế nào? Người đàn ông dẫn đầu trong ba người kia bước lên phía trước. Một bước, sau đó nhìn về phía Jessica, nói. Các ông là thứ gì chứ? Cũng xứng để tôi đi theo các ông sao? Jessica lại kiêu ngạo vênh mặt lên. Ngay sau đó cô ta còn nói ra một câu làm cho ba người Hoàng Đại Thắng sụp đổ. Nếu ba người các ông bằng lòng làm nô tài của tôi, có lẽ tôi còn có chút hứng thú. Giang Tử Phong không ngờ được, Jessica lạnh lùng băng giá còn có một khía cạnh như vậy, lén lén giơ ngón tay cái với cô ta. Muốn chết, ba người bọn họ nghe xong, nhất thời giận tím mặt, ba người ngay lập tức xông về phía Jessica, rõ ràng là muốn dạy cho cô ta một bài học. Nhưng đúng lúc đó,
đột nhiên lối đi lên tầng thứ ba có ánh sáng rực rỡ lóe lên, điều này khiến ba người kia ngừng lại, tuy rằng dạy dỗ người ta rất quan trọng, nhưng mà xông vào tháp còn quan trọng hơn. Cho nên, ba người bọn họ không do dự chút nào. Xoay người xông về phía lối đi. Khi xông lên, trên người bọn họ có bùng phát ra hơi thở kinh khủng, từng luồng chân khí từ trên người bọn họ phát ra, bảo vệ ba người bọn họ. Ngay khi ba người xông vào, từng luồng sáng sắc bén kinh khủng từ bốn phương tám hướng trong lối đi phát ra, hung hăng chém về phía ba người bọn họ. Ba người dường như đã biết trước sẽ bị tấn công như vậy, cho nên, khi đợt tấn công này xuất hiện, bọn họ không ngừng tránh né, cho dù không tránh được, cũng sẽ bị chân khí quấn quanh người bọn họ phá sạch. Trần Triệu Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức hiểu ra, cuộc kiểm tra từ tầng 2 lên tầng 3 này là sự nhanh nhẹn và sức phòng ngự, chỗ nào cũng có những đòn tấn công như thế này, nhưng cũng có một số quy luật. Chúng ta cũng vào thôi, Trần Triệu Dương biết, e rằng lối đi này sẽ không tồn tại mãi mãi, nếu không ba người này cũng không thể dễ dàng từ bỏ bọn họ như vậy được, rõ ràng lối đi này sẽ không tồn tại trong thời gian dài. Cho nên, Trần Triệu Dương không dám trì hoãn thêm nữa, ngộ nhỡ bỏ qua lần này, còn không biết phải đợi đến bao giờ mới đến lượt tiếp theo. Đi, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong và Jessica xông lên, theo sát phía sau. Sau khi ba người xông vào lối đi, giống như ba người kia, phòng ngự toàn thân. Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ phòng ngự của Jessica, thế mà lại tỏa ra ánh sáng vàng kim khắp người, anh có thể cảm giác được, sức phòng ngự của Jessica này đã tăng lên rất nhiều so với trước đây rồi. Trần Triệu Dương không hề coi thường ánh sáng sắc bén này, tuy rằng sức chống đỡ của cơ thể anh đã đủ khủng bố rồi, nhưng mà ở nơi như thế này, cẩn thận hơn một chút cũng không quá đáng. Theo thời gian trôi qua, ba người bọn họ đã dần dần đuổi kịp ba người Hoàng Đại Thắng, tuy rằng ba người Hoàng Đại Thắng chuẩn bị rất chu đáo, nhưng mà mấy người Trần Triệu Dương cũng không hề rảnh rỗi. Jessica là người có thực lực mạnh nhất trong những người thừa kế, tuyệt đối là kẻ không thể coi thường. Mà Giang Tử Phong có Tiêu Dao Bộ, cho nên... Khi tránh né những luồng sáng sắc bén này thật ra lại giống như cá gặp nước, cho dù có khi không tránh được, nhưng vì có anh ở đây, cũng sẽ hóa giải dễ dàng. Về phần Trần Triệu Dương lại càng không cần phải nói. Lúc này ba người Hoàng Đại Thắng hoàn toàn không chú ý đến ba người Trần Triệu Dương đã sắp vượt qua. Ba người bọn họ, lúc này tất cả tinh thần sức lực của bọn họ đều sử dụng để đối phó với luồng sáng sắc bén kia. Cố gắng thêm chút nữa, sắp đến rồi. Khi mấy người Trần Triệu Dương chỉ còn cách ba người Hoàng Đại Thắng chưa đến 5 mét, Hoàng Đại Thắng đột nhiên tinh thần phấn chấn kêu lên. Nghe thấy ông ta nói vậy, hai người còn lại cũng hưng phấn lên, tốc độ xông lên cũng nhanh hơn so với trước đó. Ba người bọn họ nhanh chóng xông vào, chẳng qua ngay sau đó, ba người Trần Triệu Dương cũng xông vào theo. Sau khi xông vào tầng thứ ba xong, trong nháy mắt bọn họ đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Phải biết rằng bọn họ đều là người tu luyện, đối với cảm giác lạnh lẽo. Bọn họ đã vô cùng quen thuộc rồi. Lần trước ở trên đỉnh núi băng tuyết ngập trời cũng chưa từng cảm thấy lạnh lẽo chút nào, nhưng lần này vừa mới bước vào tầng thứ tư, đã cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu tận tim gan này, bọn họ đều nghi ngờ có khi nào tu vi của mình đã mất hết hay không. Cậu, tại sao các cậu cũng vào đây? Tại sao lại nhanh như vậy? Khi ba người Giang Tử Phong xuất hiện trước mặt đám người Hoàng Đại Thắng, ba người bọn họ nhất thời trợn tròn mắt. Phải biết, sở dĩ ba người bọn họ có thể xông vào đây nhanh như vậy, vì bọn họ đã nắm được một số tài liệu, có chuẩn bị trước. Nhưng mà bọn họ không ngờ được đối phương thế mà cũng nhanh chóng bước vào tầng thứ ba như vậy, điều này làm sắc mặt ba người bọn họ không được dễ nhìn cho lắm. Tại sao chúng tôi không thể vào đây chứ? Chỗ này do nhà ông mở à? Giang Tử Phong lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó khẽ nói. Một khi đã như vậy, trước tiên chúng ta tính sổ đã, trên mặt Hoàng Đại Thắng lộ ra ý lạnh, ba người bọn họ đều là người thừa kế. Đối phương lại chỉ có hai người thừa kế, có đánh thế nào cũng không thiệt thòi được. Tên ngu xuẩn kia, ông đến đây, để ông đây dạy cho ông một bài học, cho ông biết ông đây không phải người dễ trêu chọc như vậy, chọc vào ông đây, vậy đợi bị đánh đập thôi. Giang Tử Phong đã nhìn ba người này chướng mắt từ lâu rồi, nghe thấy đối phương nói như vậy, làm sao cậu ấy còn có thể nhẫn nhịn được chứ, lập tức đứng dậy, đang định chuẩn bị ra tay. Cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, nghe thấy xưng hô của Giang Tử Phong với bọn họ. Ba người Hoàng Đại Thắng lập tức giận dữ đến mức mũi cũng lệch đi rồi, lúc này ba người cùng xông lên. Đợi đã. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương sắc mặt tối sầm mở. Miệng kêu lên. Sao hả, sợ rồi à, nếu sợ, vậy gọi ông nội đi. Hoàng Đại Thắng vừa nghe thấy Trần Triệu Dương lên tiếng, đã bật cười điên cuồng. Con chó ngu ngốc. Trần Triệu Dương tức giận mắng,
lúc này một tay nắm chặt Giang Tử Phong và Jessica, nhanh chóng lùi lại phía sau, tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy rằng ba người Hoàng Đại Thắng hung hăng hống hách, nhưng cũng không phải người ngu, nhìn thấy đối phương thế mà lại quyết đoán lùi lại phía sau như vậy, ba người bọn họ không do dự chút nào, chạy về phía mấy người Trần Triệu Dương. Dầm, ngay khi sáu người bọn họ vừa rời khỏi chỗ kia, một tiếng ầm ầm vang lên, mà nơi bọn họ vừa đứng đã sập xuống nửa mét trong nháy mắt. Hít, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, thế này cũng quá kinh khủng rồi. Bọn họ hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, một cảnh tượng kinh khủng như vậy, họ cũng không biết là do thứ gì tạo thành, giống như xuất hiện từ không khí vậy. Vừa nãy nếu không phải Trần Triệu Dương cảm giác được sợ hãi trong lòng, e rằng mấy người bọn họ đều bị ép thành thịt nát rồi. Nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, nguy hiểm ở tầng này dường như còn kinh khủng hơn trước đó rồi. Lúc này ba người đám Hoàng Đại Thắng cũng mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, vừa nãy nếu bọn họ chậm thêm chút nữa thôi, chỉ sợ người chết chính là ba người họ rồi. Nói cách khác, Trần Triệu Dương đã cứu ba người bọn họ. Bọn họ không dám lộn xộn, rất sợ quấy rầy đến sự ồn tại khủng khiếp này. Vốn dĩ Trần Triệu Dương cũng không biết là thứ gì, có điều, khi anh thi triển đôi mắt xuyên thấu, những thứ xung quanh anh chậm rãi biến mất trước mặt anh, Trần Triệu Dương nhanh chóng tập trung nhìn thẳng vào một thứ nhỏ bé. Phải biết, nơi bọn họ vừa đứng, phải có khoảng 100 mét vuông bị sập xuống, nếu quả thật là chuyện quái vật quấy phá, vậy chắc chắn là một quái vật to lớn. Nhưng mà điều khiến Trần Triệu Dương tuyệt đối không thể nào ngờ đến chính là, con quái vật này lại là một con cáo nhỏ dài khoảng 30 phân, da lông con cáo nhỏ có màu nâu, lúc này trên người nó có dây xích sắt khổng lồ quấn xung quanh, dây xích còn được buộc cùng với một cục sắt to. Theo lý thuyết, cơ thể của con cáo rất nhỏ, loại xích sắt này hoàn toàn không có cách nào khóa chặt nó được, nhưng mà lại giữ chặt nó cố định ở đây, nếu con cáo nhỏ này muốn hành động, chỉ có thể kéo theo dây xích này với cục sắt để hành động. Vừa nấy hẳn là tên này đói bụng, định bắt mồi, nếu không cũng sẽ không để cho bọn họ phát hiện ra. Chẳng qua điều khiến Trần Triệu Dương ngạc nhiên là, sao con cáo nhỏ này lại có thể ẩn thân được? Chẳng những che giấu được cơ thể của mình, mà ngay cả cục sắt và xích sắt buộc trên người nó cũng đều được che. Giấu, quan trọng nhất là, nếu không phải nó không cẩn thận để lộ ra một chút hơi thở, e rằng Trần Triệu Dương cũng không phát hiện ra sự tồn tại của con cáo nhỏ này. Rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại không nhìn thấy được? Chẳng lẽ là ma sao? Ba người Hoàng Đại Thắng sắc mặt khó coi, có một người đàn ông nhát gan lại còn suy đoán như vậy. Đừng đoán mò, trên đời này làm gì có ma, Hoàng Đại Thắng đập lên đầu người kia một cái, sau đó hử lạnh một tiếng, nói. Tất cả đều im hết đi, nó đến đấy, lần này Trần Triệu Dương trực tiếp quát bảo bọn họ ngừng lại, sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía trước. Dưới đôi mắt xuyên thấu của anh, con cáo nhỏ mang theo xích sắt và cục sắt cùng bay lên. Lúc này đôi mắt híp híp của con cáo nhỏ kia cũng đang theo dõi đám người Trần Triệu Dương. Nghe thấy lời nói của anh, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, đối với lời nói của Trần Triệu Dương, bọn họ không dám không tin, dù sao vừa nấy chính là anh phát hiện ra nguy hiểm trước tiên. Làm sao bây giờ, lúc này đám người Hoàng Đại Thắng lòng như lửa đốt, lập tức vội vàng hỏi. Câm miệng, nếu các ông còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ ném các ông cho nó ăn, ánh mắt Trần Triệu Dương nghiêm khắc liếc sang. Sau đó không thèm để ý đến ba người này nữa. Tôi đi xem xét một chút, xem có thể trò chuyện được hay không. Mọi người đứng đây đừng cử động, nhớ kỹ, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả không được cử động. Trần Triệu Dương quyết định đi tới giao lưu thử xem, có thể để Tiểu Hôi làm trung gian để giao tiếp. Còn ba người các ông, đợi lát nữa tôi đi sang đó, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tốt nhất là đừng gây ra tiếng động quá lớn, hiểu chưa? Sắc mặt Trần Triệu Dương nghiêm túc nhìn ba người Hoàng Đại Thắng, nói. Hừ, Hoàng Đại Thắng hừ lạnh một tiếng, coi như đồng ý. Lúc này Trần Triệu Dương dẫn theo Tiểu Hôi đi về phía con cáo nhỏ bên này đang chuẩn bị di chuyển, anh không thả hơi thở trên người ra, cũng không dùng chân khí, mà chỉ giống như một người bình thường, bước từng bước đi về phía bên kia, thả ra ý tốt. Dưới đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương, vốn dĩ cáo nhỏ vẫn còn chút ý thù địch, nhưng sau khi anh đến gần nó, cáo nhỏ lại hít hà, ánh mắt lộ ra vẻ mê man và nghi ngờ. Nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng Trần Triệu Dương giật mình. Lúc đó Tiểu Hôi cũng có ánh mắt như thế này, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương thử thăm dò vươn ai ra về phía cáo nhỏ. Nó lùi lại hai bước về phía sau theo bản năng, sau khi cảm nhận được Trần Triệu Dương không có chút thù địch nào, nó mới bay về phía trước mấy mét, càng đến gần Trần Triệu Dương, ý thù địch trên người cáo nhỏ càng giảm xuống, cuối cùng khi chỉ còn cách Trần Triệu Dương chưa đến 2 mét, nó đã hoàn toàn không còn chút ý thù địch nào.
Sau khi không còn thái độ thù địch, cáo nhỏ lộ ra thân thể thật của mình, đương nhiên, còn có xích sắt đang trói trên người nó cùng với cục sắt. Sau khi cáo nhỏ lộ ra thân thể thật, tất cả mọi người đều ngẩn ra, bọn họ không ngờ vừa nãy tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thế mà chẳng qua lại chỉ là một con cáo nhỏ, cũng làm người ta quá mức sợ hãi rồi. Đúng lúc đó, tiểu hôi đột nhiên quay về phía cáo nhỏ kêu lên hai tiếng chỉ chỉ. Ánh mắt cáo nhỏ lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó nó nhảy về phía Trần Triệu Dương. Chẳng qua nó quên mất trên người mình vẫn còn có xích sắt trói buộc, nó chỉ cần động nhẹ, xích sắt mang theo cục sắt sẽ lao về phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua cáo nhỏ, văng mạnh về phía Trần Triệu Dương. Anh không ngờ được lại có thay đổi như thế, nhưng mà Trần Triệu Dương không hề hoảng hốt chút nào, lập tức cong người xuống, hai tay đưa ra phía trước, lòng bàn tay phun ra sức mạnh, đụng vào cục sắt kia. Dầm, một sức mạnh khủng khiếp từ trên cục sắt truyền ra, sắc mặt Trần Triệu Dương thay đổi, vội vàng tăng thêm mấy phần sức mạnh nữa, lúc này mới khó khăn lắm ngăn được cục sắt kia. Chi chỉ, tiểu hôi nhìn thấy, lập tức phẫn nộ hét lên một tiếng, hung hăng lao về phía cáo nhỏ, rõ ràng, hành động vừa nấy của cáo nhỏ đã chọc cho tiểu hôi tức giận. Tiểu hôi, quay lại, Trần Triệu Dương vội vàng lên tiếng, anh có thể cảm giác được cáo nhỏ không hề cố tình. Nếu vì vậy mà cáo nhỏ và tiểu hôi lại đánh nhau thì chuyện này sẽ không dễ giải quyết rồi. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, tiểu hôi vừa mới xông lên cục sắt, lại lùi xuống. Mà trong mắt cáo nhỏ tràn đầy vẻ áy náy, rõ ràng, chuyện hồi nãy quả thật không phải do nó cố tình, cho nên đối với việc vừa rồi tiểu hôi tràn đầy thù địch xông lên, nó không hề thể hiện ra chút ý chí chiến đấu nào, ngược lại cơ thể còn co rụt lại. Ngay lúc này, mấy người Giang Tử Phong cảm nhận được không có nguy hiểm cũng đi tới. Có điều vì sợ hãi sự hung dữ của cáo nhỏ nên bọn họ chỉ dám đứng xa 5-60 mét, cẩn thận cảnh giác nhìn nó. Nhóc con, mày đừng lo lắng, tao không có ý xấu, để ao giúp mày xem dây xích này đi, Trần Triệu Dương hiên lành nói với cáo nhỏ, sau đó anh nhảy lên trên cục. Sắt, cục sắt này quá lớn, trông giống một quả cân khổng lồ. Đầu tiên Trần Triệu Dương dùng cảm giác tính toán mức độ rắn chắc của dây sắt, dùng tay căn bản không xác định được. Với sức mạnh của anh cũng không thể di chuyển được nó, đủ để thấy dây sắt này rắn chắc đến mức nào. Nhưng mà nghĩ lại sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể nhỏ bé của cáo nhỏ, Trần Triệu Dương cũng thấy bình thường, ngay cả cáo nhỏ mạnh như vậy mà còn không dung chuyển được dây sắt này, sao anh có thể làm gì được nó chứ? Cáo nhỏ cảm nhận được hành động của Trần Triệu Dương, lập tức lộ ra vẻ mặt mong đợi. Dây sắt và cục sắt này đã trói buộc nó nhiều năm như vậy, mặc dù đã sớm thành thói quen, nhưng ai lại muốn đeo thứ này mãi mãi chứ? Trần Triệu Dương cũng không vội vàng, mà giả vờ rút cây gậy đốt lửa từ hông mình ra, nhưng thật ra là lấy từ trong nhãn không gian của mình, dù sao nơi này cũng không chỉ có bọn anh, mà còn có ba người có vẻ rất thù địch với mình, cho nên tốt nhất là đừng để lộ ra. Sau khi lấy gậy đốt lửa ra, trong lòng Trần Triệu Dương cũng có chút không chắc, dù sao gậy đốt lửa này cũng không phải thứ vũ khí sắc bén gì, có thể chém đứt dây sắt này ra hay không cũng là cả một vấn đề. Trần Triệu Dương truyền chân khí trong cơ thể của mình vào trong gậy đốt lửa, cây gậy vẫn không có phản ứng gì, điều này khiến anh có chút thất vọng, chẳng lẽ thứ này thật sự chỉ là một cây gậy đốt lửa thôi sao? Nhưng việc mà Trần Triệu Dương cần phải làm chỉ là dùng cây gậy đốt lửa này để đập mà thôi, lúc này anh mới vung cây gậy trong tay lên, bắt đầu đập vào dây sắt kia. Vừa đập xuống, bên trên dây sắt này lập tức bắn ra tia lửa tung tóe. Lúc đầu dây sắt không thể bị phá vỡ lại hơi biến hình lúc va chạm với gậy đốt lửa trong tay, điều này khiến Trần Triệu Dương bỗng nhiên thấy được hy vọng. Gậy đốt lửa trong tay anh thì ngược lại, anh phát hiện thế mà phía trên nó chẳng có một chút dấu vết nào cả, khiến Trần Triệu Dương càng cảm thấy tò mò về cây gậy đốt lửa này hơn. Anh biết, có lẽ gậy đốt lửa này là một vũ khí cực kỳ lợi hại, chẳng qua bây giờ đang bị phong ấn mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, nhiệm vụ quan trọng bây giờ vẫn là đập đứt dây sắt này ra. Có hy vọng rồi, hay là để tao thử một chút nhé, Trần Triệu Dương không tiếp tục đập đứt dây sắt đó nữa, mà đi đến trước mặt cáo nhỏ, chỉ vào dây sắt đang trói buộc lên eo nó, hỏi. Nghe thấy anh nói vậy, dường như cáo nhỏ có thể hiểu được, liều mạng gật đầu. Vậy thì tốt, mày phải nhẫn nhịn một chút, có lẽ sẽ làm mày bị thương, Trần Triệu Dương gật đầu, anh có thể nhìn thấy ngọn lửa khát vọng tự do từ trong mắt cáo nhỏ, đừng nói chỉ là chấn thương, cho dù bị thương nặng, chỉ sợ nó cũng sẽ đồng ý. Lúc này Trần Triệu Dương để cáo nhỏ nằm lên trên cục sắt lớn, sau đó anh mới bắt đầu dùng gậy đốt lửa gõ lên trên dây sắt buộc vào eo nó. Với thực lực của Trần Triệu Dương, mạnh của gậy đốt lửa, sau khi gõ mười mấy phút, cuối cùng dây sắt buộc vào eo cáo nhỏ đã có thay đổi, biến thành một tầng thật mỏng. Nhìn đến đây, cáo nhỏ càng thêm hưng phấn.
Không đợi Trần Triệu Dương gõ tiếp, nó đã đột nhiên nhảy dựng lên, ngay sau đó liền gào thét một tiếng, cơ thể nhỏ bé lúc đầu đột nhiên biến lớn, con cáo nhỏ đang chỉ to bằng bắp chân của anh lại biến thành cao gần bằng anh, cứ như vậy mà vẫn còn to thêm nữa. Mẹ ơi, quá lợi hại, trông bé xíu vậy mà còn có thể thay đổi kích thước bản thân, nhìn thấy cáo nhỏ biến hóa, Trần Triệu Dương lập tức líu lưỡi, xem ra con cáo nhỏ này cũng là một thứ rất khó lường đây. Khi cơ thể của cáo nhỏ biến lớn tới một trình độ nhất định, dây sắt trói buộc trên người nó cũng bị đứt gãy. Gào! Cáo nhỏ cảm nhận được dây sắt trên người mình đã biến mất, nó lập tức hưng phấn gào lên. Bộ lông trên người nó xù lên trong nháy mắt, giống như là một con nhím, ngay sau đó nó điên cuồng phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lượn trên không trung mấy vòng, hiển nhiên vui vẻ và hưng phấn vì bỗng nhiên lấy được tự do đã nhấn chìm nó. Nhìn cáo nhỏ tự do bay lượn trên không trung, trên mặt Trần Triệu Dương lập tức hiện ra một nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó, anh lại thấy khó hiểu, nhìn qua có vẻ con cáo nhỏ này cũng không hề tâm thường, tiểu hôi muốn bay còn phải dựa vào cánh, nhưng cáo nhỏ căn bản không hề có cánh, thế mà cũng có thể tự do bay. Lượn trên không trung, đúng là quá thần kỳ. Cáo nhỏ bay khoảng 5-6 phút trên trời, cuối cùng mới xả hết được sự uất ức trong lòng nhiều năm qua. Khi nó rơi xuống đất, đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp nhỏ nhắn lúc trước, thân mật ôm lấy đùi Trần Triệu Dương, cái đầu lông xù kia cọ đi cọ lại trên đùi anh, dùng việc này để diễn tả sự biết ơn của nó. Được rồi nhóc con, nếu mày đã không sao, bọn tao cũng phải lên đường rồi. Bọn tao còn có chuyện, cho nên không cùng chơi đùa với mày được nữa, Trần Triệu Dương vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại của nó một chút, vừa cười vừa nói. Nghe anh nói vậy, con cáo nhỏ lúc đầu đang làm nũng với anh lập tức dừng lại, ngay sau đó bên trong đôi mắt nhỏ của nó lại như có nhân tính, lưu luyến không nỡ, còn có cả nước mắt. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương lập tức ngây người, ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nói ra, bọn tao còn muốn tiếp tục đi lên, mày nhất định phải đi theo bọn tao. Sao? Chít chít. Cáo nhỏ kêu hai tiếng chít chít, sau đó gật đầu giống như tiểu hôi. Nhìn thấy dáng vẻ này của cáo nhỏ, trong lòng Trần Triệu Dương cực kỳ vui vẻ, chỉ là anh bỗng nhiên có chút nghi ngờ. Cáo nhỏ và tiểu hôi, chúng nó căn bản không phải động vật hiền lành gì, thế nhưng vì sao chúng nó lại đối xử với anh như vậy chứ? Những người khác lại không được như thế, chẳng lẽ trong này có bí mật gì sao? Mang theo nghi ngờ này, bọn họ lại lên đường lần nữa, mà lần này có tiểu hôi và cáo nhỏ, bọn họ gần như không cần phải phí sức đã có thể lên đến lối đi vào tầng thứ tư. Đi vào tầng thứ tư cực kỳ dễ dàng, tầng này hoàn toàn ngược lại với tầng thứ ba lạnh đông cứng, mà tầng thứ tư thì là hoang mạc vô hạn, trời nóng đến mức khiến người ta phải bị hòa tan. Sau khi đến tầng thứ tư, ba người Hoàng Đại Thắng không tiếp tục ở chung với mấy người Trần Triệu Dương nữa, mà tách ra đi riêng. Mặc dù bọn họ biết, đi theo mấy người Trần Triệu Dương có lẽ sẽ an toàn, nhưng chỉ sợ sau đó sẽ không chiếm được thứ gì cả, dù sao thực lực của người ta mạnh mẽ như vậy. Ba người, hai người thừa kế, còn có hai con thú kia, thực lực đó căn bản không thể so sánh được. Đối với việc ba người này rời đi, Trần Triệu Dương cũng không từ chối, dù sao thực lực của ba người cũng không yếu, lại không hề một lòng với bọn anh, nhỡ may gặp phải chuyện gì nguy hiểm, anh chỉ sợ không phải bọn họ không góp sức, mà là sợ bọn họ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, bọn họ rời đi là kết quả tốt nhất. Đại ca, anh có phát hiện không, mỗi lần chúng ta lên một tầng, trong cơ thể sẽ có thêm một số thứ, lúc. Mấy người Trần Triệu Dương đi trong hoang mạc, đương nhiên căn cứ vào chỉ dẫn của cáo nhỏ, trong khi rảnh rỗi, Giang Tử Phong mới hiếu kỳ nói. Ô, anh cũng có loại cảm giác này sao? Tôi còn tưởng rằng chỉ tôi mới thấy thế chứ, nghe cậu ấy nói vậy, Jessica đột nhiên mở miệng nói. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Tầng thứ nhất hẳn là tăng cường tốc độ, tầng thứ hai tăng cường lực phòng ngự, tầng thứ ba tăng cường kháng tính với rét lạnh. Đương nhiên, đây chỉ là cách hiểu của tôi thôi, Trần Triệu Dương nói về trải nghiệm của anh cho mọi người. Hẳn là như thế, vậy có phải nếu như chúng ta có thể đi đến tầng thứ 9, thực lực sẽ được tăng lên rất nhiều không? Nghe anh nói, hai mắt Giang Tử Phong lập tức ả sáng, cũng hưng phấn nói. Không dễ đâu, bây giờ còn chưa đi được một nửa nữa, bốn tầng phía trước đã khiến chúng ta kiệt sức. Chắc chắn phía sau sẽ càng ngày càng khớ, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, có chút lo lắng với mấy tầng phía sau. Đại ca, nếu như tiếp theo bọn em thực sự không vượt qua nổi, vậy bọn em sẽ ở lại, chờ đến khi anh thành công vượt qua, trở thành người khống chế rồi sẽ có thể đưa bọn em ra. Giang Tử Phong nghe anh nói thì trầm mặc một lát, sau đó nói. Để nói sau, không cần phải vội vã, Trần Triệu Dương lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Tầng thứ tư này cũng được thông qua cực kỳ thuận lợi.
dù sao hai con thú bản địa này đã dẫn bọn họ tránh khỏi rất nhiều chỗ nguy hiểm. Lúc đến cửa tầng thứ tư, mấy người Trần Triệu Dương nhìn ba người Đại Hoàng Thắng vô cùng chật vật phía trước thì đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ba người này có một điểm chung là đều bị đứt mất một cánh tay, hơn nữa còn không phải bị vũ khí sắc bén cắt đứt, ngược lại giống như bị dung nham mãnh liệt hỏa an mất vậy, vết thương bị bỏng như bị đốt cháy. Trừ cái đó ra, một con mắt của ba người bọn họ cũng bị khoét, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhưng Trần Triệu Dương lại cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm từ trên người bọn họ, hơi thở này còn dày đặc hơn trước đó một chút, hoặc là nói ba người này đã mang đến nguy hiểm về tính mạng cho anh. Nói cách khác, ba người họ biến thành dạng này, nói thật, cái giá một cánh tay, một con mắt quá lớn so với võ giả, hai thứ đó đều không thể thiếu được. Mà nếu như ba người bọn họ nỗ lực trả giá lớn như vậy, cuối cùng lại đạt được thực lực thế kia, vậy thì thật sự không đáng giá. Chỉ là Trần Triệu Dương căn bản không thèm để ý đến bọn họ, mà nhìn về phía lối đi này, đã sắp lên đến ẩng thứ 5, anh có một loại cảm giác, chỉ sợ năm ẩng phía sau sẽ không hề dễ dàng. Bởi vì vừa rồi lúc đi đường, Trần Triệu Dương đã hỏi thăm Tiểu Hôi và Cáo Nhỏ về tình huống của năm tầng trên, kết quả hai bọn chúng đều mờ mịt, hiển nhiên không hề biết về thứ mà anh hỏi, điều này khiến trong lòng Trần Triệu Dương bỗng châm xuống. Đại ca, nhìn qua có vẻ lối đi này rất bình thường, có vào không? Giang Tử Phong nhìn lướt qua bậc thang dẫn đến tầng thứ 5 trong tháp, hỏi. Cậu cảm thấy ba người bọn họ có ngốc không? Trần Triệu Dương không trả lời cậu ấy, mà là nhìn ba người Hoàng Đại Thắng, hỏi ngược lại. Cũng không ngốc lắm, có liên quan gì đến việc này sao? Giang Tử Phong đáp lại theo bản năng, dù sao nếu ngốc thật, cũng không có khả năng trở thành người thừa kế. Mấy người mới ngốc, cả nhà mấy người đều là đồ ngốc, nghe được Trần Triệu Dương nói bọn họ như vậy, ba người Hoàng Đại Thắng lập tức thầm mắng trong lòng. Chỉ là bọn họ không dám mắng thành tiếng, chỉ có thể len lén mắng ở trong lòng thôi. Nếu bọn họ không ngốc, vậy vì sao bọn họ không đi lên? Về sau làm chuyện gì cũng phải động não, Trần Triệu Dương không nhịn được châm chọc. Nhưng mà cũng không phải chỉ là châm chọc, mà còn đang dạy cậu ấy, về sau gặp được những chuyện tương tự thì không thể chỉ biết xông pha chiến đấu được. Vâng, đại ca, Giang Tử Phong vội vàng gật đầu. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua lối đi này, cũng không phát hiện lối đi này có gì không ổn. Nhưng anh lại rất nhạy cảm với nguy hiểm, cái cầu thang này mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy. Ba người các ông, nói một chút đi, cầu thang này có gì không ổn sao? Trần Triệu Dương nhìn về phía ba người Hoàng Đại Thắng, hỏi. Ba người họ dùng con mắt độc nhất của mình để nhìn nhau, sau đó liền trầm mặc, hiển nhiên là không muốn nói. Mấy người có thể không nói. Nhưng mấy người trả cái giá lớn như thế chỉ vì để dừng bước đây sao? Mấy người bằng lòng ư, anh không ép buộc bọn họ, mà thản nhiên nói. Đôi mắt duy nhất của ba người liền lóc lên một cái, hiển nhiên, lời của anh đã tác động vào trong lòng bọn họ. Nếu như nỗ lực trả giá lớn như thế chỉ để tăng thực lực lên tới cấp độ bây giờ, bọn họ vô cùng không cam lòng. Mà leo lên mới là điều quan trọng để tăng thực lực, chỉ cần có thể tiếp tục trèo lên trên, bọn họ sẽ có thể tăng thực lực lên lần nữa. Nói cho mấy người biết cũng vô dụng, lối đi từ tầng 4 lên tầng 5 quá kinh khủng, lúc này Hoàng Đại Thắng mới nói về đặc điểm của lối đi này, nghe ông ta nói xong, mấy người Trần Triệu Dương lập tức hít một hơi lạnh. Hóa ra, đừng nhìn lối đi này chưa đến 10 mét, mỗi một bậc dài 1 mét, bậc thang thứ nhất có áp lực gấp. Đôi, mỗi lần tăng lên một bậc thang, áp lực sẽ gia tăng gấp đôi, đến bậc thang thứ 8 chính là 128 lần áp lực. Đến bậc thang thứ 8, có thể nói thực lực không đạt tới đỉnh phong võ tông. Căn bản không chịu nổi áp lực như vậy. Đến bậc thang thứ 9, 256 lần áp lực, bậc thang thứ 10 chính là 512 lần áp lực. Theo Hoàng Đại Thắng nói, gần như không có ai có thể bước qua được bậc thang thứ 9 và bậc thang thứ 10, đã từng có người thừa kế đi đến bậc thang thứ 9, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị áp lực đè thành vũng máu rồi. Đây cũng là lý do vì sao ba người bọn họ lại đồng ý trả giá lớn để tăng thực lực của mình lên ở tầng thứ 4. Bởi vì nếu như không thể tăng thực lực vượt qua cấp bậc của người thừa kế ở tầng thứ 4, như vậy bọn họ căn bản không có tư cách tiến vào tầng thứ 5. Theo lời Hoàng Đại Thắng nói, trong sư môn của bọn họ đã từng có người đi đến nơi này, chỉ là N bối kia lại bị áp lực bậc thang thứ 9 đè thành một bãi máu, mà những người khác căn bản không còn dám tiến lên nữa, lúc này mới giữ được một chút tài liệu về lối đi này. Đại ca, khủng bố quá, chúng ta còn đi nữa không? Nghe ông ta nói kinh khủng như thế. Giang Tử Phong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cẩn thận hỏi. Đừng gấp, nếu như không thể làm, chúng ta sẽ rút lui, trước hết cứ để cho tôi quan sát một chút đã, tâm trạng của Trần Triệu Dương cũng cực kỳ nặng nề, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài thôi. Thế này đi,
tôi đi vào thử trước một chút, nếu như không được, tôi sẽ lùi ra ngoài. Trần Triệu Dương quan sát nửa ngày, lối đi này cũng không có bất kỳ bí mật gì, có lẽ chỉ có biện pháp lấy thân thử nghiệm mới có thể tìm được bí mật trong đó thôi. Không được, đại ca, quá nguy hiểm, nếu như thực sự không được, chúng ta cứ rút lui trước đi. Giang Tử Phong kéo anh lại, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, trong lòng tôi nắm chắc, nếu như tôi không chịu nổi, vậy tôi sẽ nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Triệu Dương lại lắc đầu, trong lòng vô cùng kiên định. Không biết vì sao, anh luôn có một loại cảm giác, tầng cao nhất trong tháp có đáp án mà anh cần, nếu như không lên được tầng cao nhất, anh tuyệt đối không bằng lòng. Hơn nữa nếu tháp Hạo Thiên là tháp kiểm tra, vậy chắc chắn không thể có thú vui giết người được, nhất định sẽ có biện pháp để đi qua lối đi này. Dù sao, tháp kiểm tra này muốn lựa chọn người thừa kế thích hợp, chắc chắn không có khả năng không để lại một đường sống nào. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, ánh mắt của ba người Hoàng Đại Thắng lập tức lấp lóe, hiển nhiên, có thể quan sát người đi qua lối đi này ngay tại chỗ, tuyệt đối là một chuyện không tệ. Có lẽ, cơ hội của bọn họ đã đến rồi. Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, bước ra một bước. Vào trong lối đi, đặt chân lên trên bậc thang thứ nhất. Cảm nhận được áp lực truyền đến từ bậc thang thứ nhất, anh không vội đi lên, mà cẩn thận cảm nhận nó. Đây cũng là trọng lực, mặc dù trọng lực ở bậc thang thứ nhất không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được sự khác nhau trong đó. Cũng không phải chỉ có áp lực mà trọng lực mang tới, mà dường như còn có cảm giác đè nén đến từ linh hồn. Chỉ là áp lực ở bậc thang thứ nhất không rõ lắm, Trần Triệu Dương để cho thân thể của mình thích ứng với áp lực bậc 1, sau đó mới bước một bước lên bậc thang thứ 2. Vừa lên bậc thang thứ 2 đã có thể cảm nhận được áp lực, giống như có đồ vật gì đó túm lấy mình, quan trọng nhất là một loại áp lực đến từ linh hồn, để anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Hóa ra là như vậy sao? Trần Triệu Dương cảm nhận được áp lực đến từ linh hồn, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười, anh muốn nhìn xem thứ này có thật sự khiến linh hồn anh run rẩy không. Sau đó, Trần Triệu Dương liền bước từng bước lên bậc thang này, với cường độ cơ thể của anh lúc này, áp lực như vậy hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng xấu gì đến anh. Mà còn ngược lại, đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận sự vui vẻ nhẹ nhàng này, anh có một loại cảm giác, chỉ sợ chẳng những bậc thang này không có hại, mà còn có thể giúp bọn họ tăng cường độ cơ thể và cường độ linh hồn lên. Cho nên, tâm trạng của Trần Triệu Dương bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, bắt đầu ngồi xuống ở trên bậc thang, anh muốn tận dụng hết khả năng rèn luyện ở mỗi bậc, có lẽ đây mới là điểm mấu chốt để tiến vào tầng thứ 5. Quả nhiên, mỗi lần anh đi lên một bậc thang, đến khi lên đến bậc thang thứ 7, áp lực đã tăng tới 32 lần, mức độ áp lực này có thể mang đến cho Trần Triệu Dương cảm giác đè nén nhất định. Nhưng mà lại không có đau đớn, dù sao cường độ cơ thể của anh quá kinh khủng. Trần Triệu Dương không vội đi lên, bởi vì ở bậc thang này, anh có thể cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi bốc cháy, đây là cảm giác cơ thể anh đang tiếp tục lột xác, chỉ có đến bậc thang này anh mới có cảm giác như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua. Đại ca làm sao vậy? Sao lại chậm như vậy chứ? Không phải nói phía dưới rất dễ dàng, phía sau mới tương đối gian nan sao? Chẳng lẽ là tin tức sai? Giang Tử Phong khó hiểu nhìn Trần Triệu Dương, nói với Jessica bên cạnh. Mặc dù anh ấy không phải người thừa kế, nhưng tôi có một loại cảm giác, anh ấy còn đáng sợ hơn những người thừa kế như chúng ta, có lẽ anh ấy có một biện pháp để thân thể thích ứng với cường độ áp lực mỗi một bậc thang, vậy hai bậc thang cuối cùng cũng không còn. Khó khăn như thế nữa, Jessica nhẹ nhàng an ủi. Đó là điều đương nhiên, đây chính là đại ca của chúng tôi, trước kia tôi chỉ mới bước vào cấp độ tiên thiên, đi theo đại ca tới đây, tôi mới có cơ hội trở thành người thừa kế, cho nên tất cả mọi thứ của tôi đều là do đại ca cho, không có đại ca sẽ không có tôi bây giờ. Giang Tử Phong kiêu ngạo gật đầu, hiển nhiên cực kỳ đồng ý với Jessica. Cậu ấy càng có ấn tượng tốt với cô ta hơn, phải biết tiêu chuẩn tìm vợ của cậu ấy là nhất định phải tôn trọng đại ca mới được, hiển nhiên, Jessica đã phù hợp với tiêu chuẩn này. Một bên khác, lúc này ba người Hoàng Đại Thắng cũng đều có dáng vẻ kích động, hiển nhiên Trần Triệu Dương đi đến tầng thứ 7 mà vẫn không có chuyện gì, bọn họ cảm giác thực lực của mình mạnh hơn Trần Triệu Dương, đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì tối. Đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều vọt thẳng vào bên trong. Quả nhiên, đi đến bậc thang thứ nhất, bọn họ không cảm nhận được chút áp lực nào, đương nhiên cũng không ở lại, dù sao dựa theo suy nghĩ của bọn họ, phải thông qua đầu tiên mới có thể trở thành người khống chế bí cảnh này, cho nên bọn họ muốn đi lên trước Trần Triệu Dương, vượt qua anh. Đến bậc thang thứ hai, bậc thang thứ ba, bọn họ vẫn không dừng lại, lúc bắt đầu lên đến bậc thang thứ tư, bọn họ đã cảm thấy một chút áp lực, nhưng cũng không ảo ra bất kỳ khó khăn gì cho bọn họ. Có phải ghi chép của sư môn có sai sót không?
vì sao lại có thể đi lên dễ dàng như vậy chứ? Hoàng Đại Thắng khó hiểu nói với hai người khác. Tiền bối, lúc này mới lên đến bậc thang thứ tư, đương nhiên là áp lực không lớn, chúng ta đi lên trên chút nữa đi, một người trong đó cẩn thận nói. Không sai, đi thôi, lại đi lên trên nhìn xem, Hoàng Đại Thắng gật đầu, sau đó ba người không còn do dự, mà tiếp tục đi lên, rất nhanh bọn họ đã đến bậc thang thứ bảy mà Trần Triệu Dương đang đứng, đến tầng này, bọn họ cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Nhưng mà với thực lực của ba người, áp lực này hoàn toàn không đủ để bọn họ lùi bước. Lúc ba người bọn họ xông lên, Trần Triệu Dương đã thích ứng với áp lực của tầng này rồi, đồng thời đã hoàn thành việc rèn luyện cơ thể và linh hồn dưới áp lực đó. Nhìn thấy ba người bọn họ cứ lao đến như vậy, anh cũng không thèm quan tâm, Trần Triệu Dương không có bất kỳ nghĩa vụ phải nói cho đối phương biết bí mật ở trong đó, dù sao nói một cách nghiêm túc, bọn họ đang ở trong quan hệ cạnh tranh, anh càng không thể nói cho đối phương biết. Lúc này Trần Triệu Dương truyền âm cho Giang Tử Phong đang đứng ngoài chờ đợi, nói bí mật về bậc thang này cho cậu ấy, đồng thời nói cho cậu ấy biết nên đi lên như thế nào. Giang Tử Phong đứng ở bên ngoài chờ đợi, nghe anh nói vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, sau đó cậu ấy nhỏ giọng nói lại lời của anh vào tai, Jessica. Quá tốt rồi, chúng ta đi thôi, nghe thấy thế, Jessica vui vẻ hẳn lên, lúc này ôm chặt lấy cánh tay Giang Tử Phong, thân thiết nói. Nghe cô ta nói vậy, Giang Tử Phong khẽ gật đầu, chỉ là cảm nhận được Jessica đang cọ sát vào cánh tay mình, khuôn mặt của cậu ấy lập tức đỏ lên, nhịp tim cũng tăng tốc theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết thúc phần 1, hy vọng gặp lại độc giả trong phần 2 vào một ngày không xa. Hết truyện, bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương.